Kính mời quý thính giả nghe bài chia sẻ về hội Tam Điểm của Linh Mục Peter Lê Thanh Quang. Kính chào quý bạn chị em. Xin mời chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn chúng ta để mỗi người chúng ta hiểu được những cái bài học hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con, xin ban Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên chúng con để hướng dẫn chúng con hiểu được kế hoạch cứu độ của Chúa ở giữa một thế giới đầy thử thách và những tấn công của sự dữ, để chúng con hiểu là Chúa yêu thương quan phòng và săn sóc từng người chúng con giữa bao nhiêu cái thử thách trong thế giới hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Hôm nay chúng ta có một đề tài đặc biệt là cuộc chiến thiêng liêng mà từ xưa đến giờ người ta nghe nói rất là nhiều, nhưng mà cũng không có biết hết tất cả những chi tiết về cái cuộc chiến thiêng liêng này. Và có những nhóm người cộng tác với ma quỷ trong cuộc chiến thiêng liêng này. Dĩ nhiên là ma quỷ nó tấn công con người bằng những cái cám dỗ, những cái tư tưởng sai lạc. Và chúng ta biết là ngoài những cái cám dỗ vào tư tưởng của con người, thì nó cũng tấn công vào cả một cái xã hội, một cái nền văn hóa như ngày hôm nay. Và họ liên kết thành một cái hội lớn để nắm tiền bạc, các chính quyền trên thế giới, rồi cả kinh tế, thực phẩm, y tế, mọi thứ ở trên trần gian này. Họ muốn tất cả đều dưới quyền của họ. Và trên chức vụ của họ đó là họ thờ Satan, họ cộng tác với ma quỷ, chứ không phải là đơn giản. Nên chúng ta chia cái phần nói chuyện này trong hai bài. Bài hôm nay chúng ta chỉ dành 60 phút để nói về những gì khởi đầu. Rồi bài thứ hai thì chúng ta sẽ nói xa hơn là những cái hoạt động của họ trong suốt mấy trăm năm vừa qua cho tới ngày hôm nay, để dẫn đưa thế giới đi về đâu. Và chúng ta cũng đối chiếu với Kinh Thánh những gì mà Chúa mặc khải, để chúng ta hiểu được cái cuộc chiến thiêng liêng này. Cho nên chúng ta biết Chúa Giêsu đã từng nói: ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài nói những lời chân lý, những lời sự thật để đưa chúng ta vào sự sống đời đời với Chúa. Thì ma quỷ gieo những cái tư tưởng sai lạc để đưa con người xa Thiên Chúa. Chúng ta đọc trong sách Sáng Thế ở chương 3 về cuộc chiến đầu tiên là Adam Eva đã thua rồi. Thua ngay trận đầu tiên. Xin mời chúng ta đọc ở chương 3 sách Sáng Thế. Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: có thật Thiên Chúa bảo, các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?
Người đàn bà nói với con rắn, trái các cây trong vườn thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn Thiên Chúa đã bảo, các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Rắn nói với người đàn bà, chẳng chết chóc gì đâu, nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra. Và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác. Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình, ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra và họ thấy mình trần truồng, họ mới kết lá vả làm khố che thân. Nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn, lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt Đức Chúa là Thiên Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi, ngươi ở đâu? Con người thưa, con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi, ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Con người thưa, người đàn bà Ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà, ngươi đã ăn làm gì thế? Người đàn bà thưa, con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn, mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Với người đàn bà, Chúa phán, ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Với con người, Chúa phán, vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà ta truyền cho ngươi rằng ngươi đừng ăn nó, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Đất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi. Ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng, ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi trở về với đất, vì từ đất ngươi đã được lấy ra, ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Đó là cái đoạn kinh thánh đặc biệt là Chúa tạo dựng vũ trụ này tốt lành. Khi giao cho con người, thì con người bắt đầu nghe lời dụ dỗ của con rắn, tức là ma quỷ. Câu chuyện này để nói cho chúng ta biết là ngay từ đầu, ma quỷ đã đến nói với con người, và nó lừa dối con người là không có chết chóc gì đâu. Chúng ta cứ tưởng tượng, khi mà chúng ta không nghe lời một cái người có thế giá để nói, ví dụ như một lọ thuốc chẳng hạn, một bác sĩ nói thuốc đó uống vào có thể chết, mà chúng ta không tin. Chúng ta đi tin một cái người không có thẩm quyền về thuốc men, nói với chúng ta không có chết chóc gì đâu, cứ uống vào đi, uống vào sẽ được tinh khôn. Nhưng mà khi uống vào chúng ta chết mất rồi, ai chịu trách nhiệm? Cho nên khi nghe lời ma quỷ và đối thoại với ma quỷ là chúng ta bắt đầu thua cuộc rồi. Đó là cái thất bại đầu tiên của nhân loại. Và Thiên Chúa không có bỏ mặc con người. Khi con người nghe lời ma quỷ là đã cắn cái móc câu nhữ để con người tò mò mình sẽ được tinh khôn bằng Thiên Chúa. Tưởng rằng là Thiên Chúa lừa dối mình, không cho mình ăn vì sợ mình bằng Thiên Chúa. Cho nên con người đã nghe lời ma quỷ và trở nên nô lệ cho ma quỷ.
Thì thứ nhất, trong đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy tất cả mọi người đều khốn khổ hết. Và không nhận ra Thiên Chúa là cha thì không nhận ra nhau là anh chị em. Cho nên con người bắt đầu sâu xé với nhau, mạnh được yếu thua, chứ không còn cái tình yêu thực sự với nhau nữa. Vì vậy mà ngay trong gia đình đã không có hạnh phúc thực sự. Adam Eva đã bắt đầu đời sống khốn khổ, trong tình yêu không có việc thống trị lẫn nhau, mà ở đây là có cái việc là người chồng thống trị vì người chồng mạnh hơn. Và trên thế giới thực sự là nơi nào trên thế giới đa số là các chế độ đều đa thê. Có người đàn ông có quyền lực là thường có nhiều vợ. Và đó là một điều rất là phổ biến trong suốt dòng lịch sử của nhân loại. Việt Nam chúng ta cũng vậy. Cho tới thời năm 1955-56 là mới có cái chính sách là một vợ một chồng. Còn những người lớn tuổi, trong giấy khai sinh của họ là con của vợ chính hay là vợ thứ, nghĩa là họ cho phép có nhiều vợ. Đó là một cái bất công mà ngay cả trong ca dao tục ngữ Việt Nam cũng có câu là trai thì năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên thờ một chồng. Đó là cái văn hóa của tội lỗi của trần gian, mạnh được yếu thua, chứ không phải văn hóa tình yêu. Người đàn ông thì cực khổ mới có bánh ăn. Rồi cuối cùng là cái gì? Cuối cùng đưa tới cái chết. Chết để đi về đâu? Sống đã khổ rồi, chết không về với Thiên Chúa. Đó là cái đau khổ cho nhân loại chúng ta. Và nhân loại chúng ta nếu cứ dừng lại ở đó, thì sống đã khổ, chết còn khổ hơn. Bởi vì không về với Thiên Chúa là nguồn hạnh phúc của mình. Rồi chúng ta biết Thiên Chúa không bỏ mặc con người. Trong sách Sáng Thế chương 3 câu 15 nói cho chúng ta, ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Tức là ma quỷ và những người theo ma quỷ thì họ đứng trong bóng tối, họ giật dây, họ phá rối, họ làm cho đời sống của con người không có hạnh phúc. Còn con người thì được Chúa hứa ban một đấng cứu thế sẽ đến và sẽ tạo một dòng giống mới. Đó chính là mẹ Maria và Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đầu của thân thể mầu nhiệm để bắt đầu một dân thánh mới, và tất cả đều dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đã cho mẹ Maria mang thai Chúa Giêsu, và chính Chúa Thánh Thần bắt đầu xây dựng nhiệm thể của hội thánh, mà Chúa Giêsu là đầu, chúng ta là chi thể. Cho nên cái dòng giống mới mà Chúa hứa ban sẽ đối đầu lại với ma quỷ. Và ma quỷ cũng nỗ lực để tấn công hội thánh của Chúa. Nhưng mà Chúa hứa, Chúa Giêsu nói với Phêrô, trên đá này ta sẽ xây hội thánh của ta, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Cho nên có một cuộc chiến khủng khiếp giữa ma quỷ và hội thánh. Chúng ta biết đó là một sự thật suốt dòng lịch sử của nhân loại từ 2000 năm qua. Các vua chúa bách hại đạo. Và cho tới thế kỷ thứ 20-21, những cuộc bách hại vẫn tiếp tục diễn ra liên tục. Như trong những năm vừa qua chúng ta thấy, như nhóm ISIS chẳng hạn, ở Trung Đông. Tất cả những cái nơi mà các tông đồ đã loan báo tin mừng, với những truyền thống lâu ngày cả 2000 năm và những di tích lịch sử, họ cho nổ mìn, họ bắt bớ những người Công giáo ở vùng đó và họ bắt phải theo Hồi giáo, hoặc là bị giết chết, hoặc là thả cho họ đi với hai bàn tay trắng, ra đi không có
điện thoại không có một cái gì hết, mà đi như vậy thì sẽ chết đói dọc đường. Cho nên, sự thật nó đã diễn ra trong thời đại của chúng ta, và vẫn tiếp tục cho tới ngày hôm nay. Chúng ta biết, ma quỷ đã giày xéo con người và tác động trên cái bản chất của con người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, nghĩa là có tình yêu, để làm cho con người ghen tương với nhau, không có tình yêu, như Cain giết Abel em của mình. Đó là một sự thật đã xảy ra, và như vậy lúc đó là Adam, Eva, Cain và Abel, thì 1/4 nhân loại đã bị chết vì sự ghen tương lẫn nhau. Rồi kế tiếp là nhân loại sinh ra nhiều con cái và phát triển, thì lại tiếp tục những cái cuộc chiến khác, bộ tộc này giết bộ tộc kia, dân tộc này mạnh hơn, đàn áp dân tộc kia. Và đó là một sự thật đã xảy ra. Chẳng hạn như Việt Nam chúng ta, các bộ tộc yếu là bị loại trừ, như người Chàm chẳng hạn, họ có một cái vương quốc rõ ràng, vua chúa rõ ràng, nhưng vì yếu hơn, cho nên họ bị tiêu diệt, chỉ còn lại có 100.000 người ở vùng Phan Rang thôi. Chưa kể tất cả những cái vùng trên thế giới này, bên Trung Cộng chẳng hạn, rồi bên cả vùng Trung Đông hoặc là bên châu Âu, tất cả các bộ tộc đều xâu xé lẫn nhau, cướp bóc lẫn nhau, rồi bộ tộc nào yếu là bị tiêu diệt theo thời gian. Và nhân loại sa đọa đến độ Chúa đã thanh tẩy cái thế giới này một lần với lục đại hồng thủy. Ở trong chương 6, Chúa đã thanh tẩy thế giới này một lần. Và Chúa cũng thanh tẩy những cái nơi nào đầy tội lỗi, chẳng hạn như Sodoma, cách đây 3.900 năm thời của Abraham. Thì Sodoma không có một người lành nào nữa hết, vì họ đồng tính luyến ái với nhau. Và cả thành phố mà không có được 10 người lành, rồi cái tội đó mà nó lan ra cả thế giới, thì nhân loại sẽ bị tiêu diệt, bởi vì 20-30 năm, những chàng trai ở chung với nhau, những cô gái ở với nhau, không còn sinh con nữa. Thì từ 20 tuổi tới 50 tuổi là nhân loại tự triệt tiêu rồi. Cho nên Chúa thương thế hệ tương lai, và Chúa đã cho cái tội Sodoma, tội đồng tính luyến ái đó, đã bị tiêu hủy để không có lan tỏa cái nọc độc đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy cái tình trạng đồng tính luyến ái nó phổ biến đến độ mà đất nước Hoa Kỳ, một đất nước văn minh, lại cổ võ và làm nên cái đạo luật cho những người đồng tính luyến ái kết hôn với nhau, rồi những nước khác cũng cổ võ, như Pháp hay là bên các nước châu Âu là cũng cổ võ cho vấn đề đồng tính luyến ái. Đó là cái văn hóa của sự chết. Nếu cứ cái đà đó thì nhân loại tự động tiêu diệt. Vì vậy mà Chúa đã cho chúng ta những cái dấu hiệu trong Cựu Ước để thấy rằng Chúa đã thanh tẩy thế giới bằng lục đại hồng thủy. Chúa đã thanh tẩy từng thành phố như Sodoma chẳng hạn. Và cuộc chiến vẫn tiếp tục với những cuộc bắt bớ. Trong 300 năm đầu tiên, giáo hội Công giáo bị tấn công và bị triệt tiêu ngay từ trong trứng nước 300.000 những tín hữu trong thời đế quốc Roma đã bị tử đạo. Nhưng Chúa Thánh Thần vẫn dẫn dắt hội thánh vượt qua những cái trở ngại, những bắt bớ, và rồi cũng tới thời kỳ được tự do tôn giáo và giáo hội phát triển ở châu Âu. Rồi đi truyền giáo ở các nơi trên thế giới đều
bị bắt bớ như ở Việt Nam, 130.000 tín hữu tử đạo, và chỉ mới phong thánh 118 vị. Ở Nhật Bản cũng vậy, suốt 200 năm không có linh mục. Ở Trung Cộng, ở Đại Hàn và các nơi trên thế giới, chỗ nào cũng có bắt bớ. Đó là một sự thật. Trong suốt dòng lịch sử của nhân loại chúng ta suốt 2.000 năm vừa qua. Nhưng mà Chúa vẫn gìn giữ và bảo vệ hội thánh. Ngày nay, hội thánh gặp những trở ngại mới mà chúng ta biết một cái thế lực của sự dữ nó tấn công bên ngoài lẫn bên trong hội thánh. Chúng ta đọc vào sách Khải Huyền chương 12, nói về người phụ nữ và con mãng xà, tức là ma quỷ, và hội thánh. Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ, mình khuất mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la, đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời, đó là con mãng xà, đỏ như lửa. Có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu đều có vương miện. Đuôi nó quét hết 1/3 các ngôi sao trên trời, mà quăng xuống đất. Rồi con mãng xà đứng trực sẵn trước mặt người phụ nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Bà đã sinh được một người con trai. Người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của người. Còn người phụ nữ thì trốn vào sa mạc. Tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó trong vòng 1260 ngày. Bây giờ có giao chiến trên trời. Thiên thần Mi-ca-ê và các thiên thần của người giao chiến với con mãng xà. Con mãng xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến, nhưng nó không đủ sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên trời nữa. Con mãng xà bị tống ra, đó là con rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan. Tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ, nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời, Thiên Chúa chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền và Đức Kitô của người. Giờ đây cũng biểu dương quyền bính, vì kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài. Sách Khải Huyền chương 12 nói cho chúng ta biết cái cuộc chiến giữa hội thánh và ma quỷ. Và ma quỷ đây đã từng chống đối lại Thiên Chúa ở trên trời. Và tổng lãnh thiên thần Mi-ca-ê đã giao chiến với con mãng xà Lucifer và bầy tôi của Lucifer. Và nó không còn chỗ trên trời nữa. Nó xuống trần gian, nó tấn công vào hội thánh, những con cái của Chúa. Và dĩ nhiên là ma quỷ nó không có tay có chân. Nó không phải là một con người, mà nó là thiên thần phạm tội. Cho nên nó tác động một số người theo nó. Chúng ta đọc vào sách Khải Huyền chương 13, để chúng ta biết đó là ai. Sách Khải Huyền chương 13, con mãng xà ban quyền cho con thú. Con thú đây tức là hội tam điểm mà chúng ta sẽ nói tới. Bây giờ tôi thấy một con thú từ dưới biển đi lên. Nó có 10 sừng và 7 đầu. Trên 10 sừng đều có vương miện, và trên các đầu có danh hiệu xúc phạm đến Thiên Chúa. Tại sao 10 sừng và 7 đầu? Tức là nó cám dỗ con người phạm 10 giới răn của Chúa và 7 mối tội đầu. Và cái sừng cũng nói lên cái phương tiện truyền thông xã hội ở trong thế giới ngày hôm nay, để nó dùng truyền thông xã hội, TV, phim ảnh, internet, rồi cả cái nền văn hóa
để tác động nơi con người, lý lẽ đủ điều, mà chống lại Thiên Chúa và sống một đời sống vô luân lý, phạm đủ thứ tội trên trần gian. Và đó là cái kế hoạch của ma quỷ. Chúng ta đọc tiếp ở câu 2. Con thú tôi trông thấy thì giống như con báo, chân nó như chân gấu, mõm như mõm sư tử. Con mãng xà ban cho nó quyền năng và ngai báu của mình, cũng như một quyền hành lớn lao. Một trong các đầu của nó dường như đã bị giết chết, nhưng vết tử thương của nó đã được chữa lành. Bây giờ toàn thể cõi đất thán phục đi theo con thú. Họ thờ lại con mãng xà vì nó đã ban quyền hành cho con thú, và họ cũng thờ lại con thú mà rằng, ai sánh được với con thú, và ai có thể giao chiến với con thú. Nó đã được ban cho một cái mồm, ăn nói, hên hoang và phạm thượng, và được ban cho quyền hành động trong vòng 42 tháng. Nó mở miệng nói phạm đến Thiên Chúa, đến danh người, đến liều thánh của người, và những đấng ở trên trời. Nó được phép giao chiến với dân thánh và thắng họ, và nó được ban quyền trên mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ và mọi dân. Mọi người sống trên mặt đất sẽ thờ lại nó. Đó là những người từ thuở tạo thiên lập địa, không được ghi tên trong sổ trường sinh của con chiên đã bị giết. Ai có tai thì hãy nghe, ai phải đi đày thì đi đày, ai phải chết vì gươm thì sẽ chết vì gươm. Đây là lúc dân thánh cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin. Đây là cái hội về tam điểm, chúng ta sẽ nói cái khởi đầu và cái tiến trình của cái hội tam điểm này, nó ảnh hưởng vào thế giới như thế nào. Rồi đến các lý thuyết giả mà trong sẽ Khải Huyền chương 13 cũng nói cho chúng ta, để nó phổ biến những cái tư tưởng sai lạc ở trong thế giới này. Chương 13 sách Khải Huyền từ câu 11. Tôi thấy có một con thú khác từ đất đi lên, nó có hai sừng giống như sừng chiên và nói năng như một con mãng xà. Nó thi hành tất cả quyền bính của con thú thứ nhất trước mặt con thú ấy và làm cho đất cũng như những người sống trên mặt đất thờ lại con thú thứ nhất, và vết tử thương đã được chữa lành. Nó làm những dấu lạ lớn lao, khiến cho ngay cả lửa từ trời cũng rơi xuống đất trước mặt người ta. Nhờ các dấu lạ mà nó được quyền làm trước mặt con thú, nó mê hoặc những người sống trên mặt đất, bảo họ tạc tượng thờ con thú mang vết thương gươm đâm mà nay đã hồi sinh. Nó được quyền thổi thần khí vào tượng con thú, khiến tượng con thú cũng nói được và ra lệnh giết những ai không thờ lại mình. Nó bắt mọi người không phân biệt lớn nhỏ, giàu nghèo, tự do hay nô lệ, phải thích dấu trên tay hữu hoặc trên trán. Không ai có thể mua bán nếu không mang dấu thích đó, tức là tên con thú hoặc con số tương đương với tên nó. Đây là lúc cần phải có sự khôn ngoan. Ai có trí thông minh, hãy tính ra số của tên con thú, vì đó là số tên một người, và số của tên người ấy là 666. Đây là cái cuộc chiến mà chúng ta sẽ nói đến. Họ sẽ làm gì với những tác động của ma quỷ đang hướng dẫn thế giới ngày hôm nay, mà nhiều người đang hỏi những cái hiện tại đang xảy ra, thì chúng ta phải đối chiếu với Kinh Thánh, cũng như suốt dòng lịch sử chúng ta phải có những cái bằng chứng rõ ràng để chúng ta hiểu được cái nguồn gốc nó từ đâu, rồi tất cả cái cuộc chiến này nó sẽ đi về đâu. Nếu không đọc sách Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thất vọng, bởi vì sự dữ nó lan tràn càng ngày càng mạnh, và khi nào đến đoạn kết thì sách Khải Huyền cũng cho chúng ta biết cái đoạn kết rồi. Cũng giống như khi Chúa Giêsu bị
tử nạn, thì các tông đồ thất vọng bởi vì các tông đồ không hiểu Kinh Thánh. Chúa Giêsu nói các ngài cũng không có hiểu được, vì Chúa Giêsu báo trước là Chúa sẽ phải tử nạn. Nhưng mà ngày thứ ba ngài sẽ sống lại, Chúa nói ít nhất là ba lần. Nhưng mà các tông đồ vẫn không thể nào hiểu được, bởi vì thầy của mình đang sống như vậy, có quyền làm phép lạ, có quyền năng như vậy mà tại sao phải chết? Mà chết rồi làm sao sống lại được? Cho nên các ngài vẫn không hiểu được. Và một khi không hiểu được lời của Chúa nói, thì chúng ta thất vọng. Các tông đồ đã thất vọng. Nếu mà tin vào lời của Chúa, hiểu được lời Chúa thì các tông đồ không có thất vọng, không có buồn bã, không có bỏ đi về quê làm ăn như hai môn đệ đi làng Emmaus. Và ngày nay cũng vậy, chúng ta biết thế lực của sự ác, nó thống trị tất cả mọi lãnh vực trên thế giới. Và trong tương lai sẽ có rất nhiều những sự dữ tiếp tục xảy ra, không phải COVID-19 mà thôi, mà còn nhiều thứ đang chờ đợi trong tương lai. Nếu chúng ta không có một cái nhìn trước và biết trước cái cuộc chiến sẽ đi về đâu, thì chúng ta cũng thất vọng như các tông đồ vậy thôi. Cho nên những cái bài học hôm nay để chúng ta hiểu được từ Kinh Thánh, sách Sáng Thế đã nói gì, trong Phúc Âm nói gì, sách Khải Huyền nói gì về cuộc chiến này. Và chúng ta cũng nói trước cuộc chiến, nó phải xảy ra. Và những cái bắt bớ, những cái khó khăn cho đời sống, cũng như những lần Đức Mẹ hiện ra ở Fatima đã cho thấy trước những gì, thì chúng ta sẽ lần lượt nói từng phần một để chúng ta hiểu được. Với cái bài nói chuyện chia làm hai phần, phần đầu là những cái tổ chức của thế lực sự dữ đang tấn công hội thánh và toàn thế giới, toàn thể nhân loại, mà nhân loại chúng ta không có làm gì được hết. Với sức của con người không có làm gì được hết. Chúng ta chỉ nhờ sức mạnh của Thiên Chúa thôi. Và khi mà con người khẩn cầu trước mặt Thiên Chúa đó, với tất cả những cái sự thật nó đang xảy ra, chúng ta nói với Chúa, và chắc chắn là Chúa sẽ ra tay cứu giúp. Thì chúng ta đọc vào sách Khải Huyền, chương 20, triều đại 1000 năm. Khi con người khẩn cầu Chúa, thì Chúa ra tay cứu giúp. Thì Chúa làm gì? Chúa sai thiên thần đến để trói buộc ma quỷ dưới hỏa ngục. Và nó không có lên để tác động những hội viên của nó. Và khi nó không có lên để tác động những hội viên của nó, thì hội tam điểm cũng như những bè phái của nó khắp thế giới sẽ tự tan rã. Chúng ta đọc sách Khải Huyền chương 20 để chúng ta không có thất vọng trước những sự dữ này. Bây giờ tôi thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khóa vực thẳm và dây xích lớn. Người bắt lấy con mãng xà, tức là con rắn xưa, cũng là ma quỷ hay Satan, và xích nó lại 1000 năm. Người quăng nó vào vực thẳm, rồi đóng cửa và niêm phong lại, để nó không còn mê hoặc các nước, cho đến khi hết 1000 năm ấy. Sau đó, nó phải được thả ra trong một thời gian ngắn. Rồi tôi thấy những chiếc ngai có người ngồi trên đó, và họ được ban quyền xét xử. Tôi cũng thấy linh hồn những người đã bị chém đầu vì đã rao giảng lời chứng của Đức Giêsu và lời của Thiên Chúa. Họ là những kẻ đã không thờ lạy con thú và tượng của nó, và không nhận thích dấu của nó trên trán và trên tay. Họ sống lại và hiển trị với Đức Kitô 1000 năm. Những người khác trong số kẻ chết thì không được sống lại trước khi hết 1000 năm ấy. Đó là lần phục sinh thứ nhất. Hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này. Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ, nhưng họ sẽ là tư tế của Thiên Chúa và của Đức Kitô.
họ sẽ hiển thị với Đức Kitô 1000 năm ấy. Đó là cái đoạn kết mà chúng ta biết cuộc chiến cho chúng ta cái cuộc chiến thắng nhờ Đức Kitô, chứ không phải nhờ sức hay sự khôn ngoan tính toán của con người đâu. Vì vậy mà giữa những sự dữ nó đang xảy ra mà chúng ta sẽ lần lượt nói từng sự kiện một về hội tam điểm phát xuất từ đâu. Và họ đã hoạt động ở trong thế giới này như thế nào? Và chúng ta đọc trước những đoạn kinh thánh này. Chúng ta nhớ những đoạn kinh thánh trong sách Khải Huyền và những đoạn ở trong sách Sáng Thế và sách Tân Ước để chúng ta không có thất vọng và chúng ta đi vào cái sự thật của cái tổ chức mà đã xảy ra trong lịch sử của nhân loại. Đó là hội tam điểm, nó thành hình như thế nào. Thì thứ nhất chúng ta biết là người Do Thái đó, thời Chúa Giê-xu, họ bị nô lệ các đế quốc. Từ năm 721 đó, là họ bị nô lệ cái đế quốc Assyri chiếm 10 cái bộ tộc ở phía Bắc rồi, và bắt dân đi lưu đày ở bên Ninive, ở bên của đế quốc Assyri. Rồi sau đó đế quốc Babylon chiếm đế quốc Assyri, thì chiếm luôn cả Jerusalem và bắt người Do Thái đi nô lệ bên Babylon. Babylon tức là miền nam của nước Iraq hiện giờ đó. Rồi lúc đó là 597, rồi 587, rồi 586 là họ phá bình địa Jerusalem. Sau đó là đế quốc Babylon sụp đổ, thì đế quốc Ba Tư đã nổi lên chiếm đế quốc Babylon. Sau khi Ba Tư cho về xây dựng lại đền thờ Jerusalem từ năm 537, rồi tới đế quốc Hy Lạp. Đế quốc Hy Lạp với Alexander Đại Đế chiếm hết cả cái đế quốc Ba Tư, chiếm được tới Ai Cập. Thì Alexander Đại Đế chết rất là trẻ, mới có 33 tuổi thôi. Và thời đó là năm 330. Rồi đế quốc Roma là ở bên Tây Phương, nó chiếm luôn cả đế quốc Hy Lạp. Năm 60 trước Chúa Giê-xu. Và bắt đầu họ thống trị từ bên châu Âu sang cho tới Hy Lạp, cho tới Trung Đông, tới Ai Cập và cả cái vùng Trung Đông đều dưới quyền của đế quốc La Mã hay là đế quốc Roma. Cả vùng Bắc Phi cũng thuộc về đế quốc Roma. Vì vậy mà người Do Thái, các vua Herode cũng là vua bù nhìn thôi, là giống như là một quận vương vậy. Đế quốc Roma cho những người đó làm vua hay là một cái vùng của đất nước của họ để thu thuế của dân nộp cho đế quốc Roma. Đó là cái tổ chức của đế quốc Roma. Cho nên khi Herode cả đó chết rồi chia cho mấy đứa con thì cũng là đế quốc Roma chia phần đất cho mấy đứa con. Rồi sau đó cho tới khi Chúa Giê-xu mất rồi đó, Giê-xu về trời rồi, thì vua Herode Agrippa cùng với 8 người năm 43 đó, thì Chúa Giê-xu về trời năm 33, thì năm 43 là 10 năm sau, họ thành lập một cái hội gọi là sức mạnh huyền bí, tiếng Anh gọi là Mysterious Force. Đó là sức mạnh huyền bí. Và sức mạnh huyền bí của họ là gì? Là làm sao làm cho thật nhiều tiền, vì họ biết rằng có tiền thì có thể lũng đoạn được về kinh tế, về chính trị, và họ sẽ xen kẽ vào được tất cả các thế lực chính trị thời đó. Cho nên họ biết rằng là dùng quân sự sẽ không có đối đầu được với đế quốc Roma. Cho nên họ đi khắp nơi làm ăn buôn bán để làm sao
có thật nhiều tiền và họ trữ vàng. Đó là cái nỗ lực của 8 người cùng với Herod Agrippa. Và cứ âm thầm họ làm cho thật nhiều tiền. Rồi sau đó, khi mà đế quốc Roma xây dựng những cái đền đài, thì họ bắt đầu nghiên cứu vấn đề xây cất. Họ xây cất rất nhiều đền đài cho các vua chúa và các quan, các ông tướng lãnh. Cho nên họ có nhiều tiền. Vì dân chúng nghèo đói thì không thể nào có nhiều tiền được để xây cất, thì họ đã quen biết những tướng lãnh để đưa người vào làm việc ở trong các cái vùng đó. Thì người ta thấy có những cái hội thợ nề của các cái nhóm này, như ở Lombardia, rồi khắp cả châu Âu, họ đi đấu thầu để xây dựng các lâu đài cho các vua chúa ở châu Âu. Và họ liên kết với nhau, từng cái nhóm, và chia thành nhiều cấp. Rồi cứ âm thầm họ làm việc như vậy để thu tích tiền của cho thật nhiều. Và họ luôn luôn là chống lại giáo hội Công giáo thời đó. Cho nên họ thấy rằng những cái lý thuyết của họ đưa ra thì luôn luôn là bị kết án vào những cái cuốn sách bị cấm. Ở trong cái index, những mục lục sách cấm thì không phổ biến được. Vì châu Âu lúc đó là một cái vùng đất mà hầu như Công giáo là quốc giáo. Vì vậy, họ nỗ lực để làm sao có một cái tôn giáo mới ở châu Âu. Và cái nhóm nào mà chống lại giáo hội Công giáo ở Roma là họ ủng hộ tối đa. Đối với họ, miễn làm sao có một cái tôn giáo mới là được. Còn tôn giáo đó thế nào không cần biết tới. Để vấn đề tự do tôn giáo được đưa ra, thì họ có quyền phổ biến những tư tưởng của họ, những cái nhóm, những cái tổ chức của họ. Vì vậy mà khi cha Luther chống đối vấn đề ân xá năm 1492, rồi sau đó đưa ra những cái lý thuyết về giáo hội Tin lành ở tại thành Wittenberg, nước Đức. Và nước Đức lúc đó là có nhiều ông hoàng. Họ chia ra làm nhiều ông hoàng. Thì họ đi vận động các ông hoàng ủng hộ họ, để ủng hộ cho cha Luther xây dựng giáo hội Tin lành. Cho nên, từ ngày 4 tháng 5 năm 1921, thì hội Tam Điểm đã liên kết được nhiều nhà quý tộc và các ông hoàng ủng hộ cho cha Luther thành lập giáo hội Tin lành đầu tiên. Và như vậy nước Đức bị chia làm đôi, những ông hoàng theo Công giáo và những ông hoàng theo cha Luther đứng riêng một bên và tách biệt giữa các ông hoàng theo Công giáo và cha Luther. Còn người dân thì muốn theo bên nào thì theo. Ai ở bên ông hoàng theo Tin lành thì chuyển sang ở bên các ông hoàng theo Công giáo. Vì vậy mà giáo hội Tin lành bắt đầu được phát triển ở tại nước Đức. Và như vậy họ thành công đầu tiên. Rồi họ tác động Calvin ở Pháp, rồi Zwingli ở Thụy Sĩ, và vua Henry thứ 8 ở bên Anh thành lập giáo hội Anh giáo. Như vậy là châu Âu có một cái tôn giáo thứ 2, thứ 3, thứ 4. Và họ đòi cái quyền tự do tôn giáo và tự do phổ biến những cái tư tưởng của họ. Đó là mục tiêu của họ thôi. Còn giáo hội Tin lành hay là giáo hội nào đi nữa thì vấn đề đối với họ không có quan trọng. Các nước
muốn theo cái giáo hội nào đó tùy của họ. Rồi họ mới quy tụ năm 1717 ngày 24 tháng 6, họ chính thức ở tại Anh để ra cái luật liên kết tất cả những cái hội tam điểm của họ từ cái nhóm gọi là sức mạnh huyền bí để họ chuyển sang cái hội gọi là hội thợ nề tự do, là Freemasonry. Masonry là thợ nề, Free là tự do. Thì gọi là hội thợ nề tự do, nhưng mà Việt Nam lại gọi là hội tam điểm vì họ chủ trương là tự do, bình đẳng và huynh đệ, cho nên gọi là hội tam điểm. Thì họ liên kết với nhau như vậy, họ phổ biến tự do, bình đẳng và huynh đệ, thì rất là nhiều người Công giáo đã gia nhập vào hội tam điểm vì thấy những cái lý thuyết này hay quá. Tất cả đều là anh em với nhau, huynh đệ với nhau, và chủ trương tự do, đó là điều đúng. Rồi tự do, bình đẳng với nhau, huynh đệ, đó là điều tốt. Vì vậy mà họ đã phổ biến những cái tư tưởng của họ. Nhưng mà khi đi vào sâu ở trong đó, thì mới biết là họ chia làm 33 cấp. Và các cha dòng tên như cha Baruen khám phá ra là ở chốt bu của họ là họ muốn triệt tiêu hội thánh Công giáo. Đó là cái mục tiêu của họ. Bằng bất cứ cách nào phải tiêu diệt hội thánh Công giáo hoặc làm suy yếu giáo hội Công giáo. Vì vậy mà Đức Giáo Hoàng mới ra cái chiếu chỉ năm 1738 ra vạ tuyệt thông những ai theo hội tam điểm. Vì vậy mà những người Công giáo rút ra, và lúc đó họ mới nghĩ đến như vậy phải làm sao. Thì họ quyết định phải có một quốc gia cho hội tam điểm của họ. Thì cuối cùng là họ đã thương lượng với nước Anh. Tại vì hội tam điểm được chính thức thành lập ở tại Anh, đổi từ sức mạnh huyền bí sang là hội tam điểm. Nhưng mà tiếng Anh gọi là Freemasonry. Ngày 24 tháng 6 năm 1717 ở tại Anderson. Và có nhiều người Anh đã gia nhập vào hội tam điểm này. Và nước Anh là theo Anh giáo, cho nên chống đối giáo hội Công giáo. Do đó, họ đã có nhiều người ở trong quốc hội của Anh. Và họ cũng thương lượng được với vương quốc của Anh. Vì Anh lúc đó là một cái vương quốc mà người ta nói là mặt trời không hề lặn trên những vương quốc của Anh. Cả nước Mỹ lúc đó là thuộc địa của Anh, Ấn Độ là thuộc địa của Anh, Úc Châu là thuộc địa của Anh, hay là Tân Tây Lan, cả Canada cũng thuộc địa của Anh, rồi cả vùng Nam Phi, rồi cả Ai Cập, các cái vùng ở phía Bắc Phi đều là thuộc địa của Anh hết. Cho nên Anh có cả 46 nước là thuộc địa của Anh. Họ rất là giàu. Bao nhiêu vàng bạc châu báu họ đưa về Anh. Và cái vương quốc Anh họ giữ những cái sự giàu sang đó. Và họ cộng tác với cái hội tam điểm này. Rồi cái gì nữa? Là họ muốn nước Mỹ trở thành một cái nước của hội tam điểm. Và dĩ nhiên quốc hội Anh và cái ngấm ngầm bên trong vương quốc Anh chấp nhận cho họ. Cho nên cái cuộc chiến giành độc lập giữa chính phủ Mỹ và Anh quốc. Anh quốc lúc đó rất là mạnh, nhưng mà cuộc chiến rất là đơn sơ để giành độc lập một cách rất là dễ dàng, chứ không phải như các nước khác.
Và khi được tự do, thì chúng ta biết là lúc đó họ lập cái hội Illuminati, Illuminati năm 1774, chúng ta tạm dịch là nhóm tinh anh để lãnh đạo thế giới. Thì cái nhóm này á, là Rothschild điều khiển cái chương trình để xây dựng một trật tự thế giới mới. Cho nên phải tạo một cái chính phủ tam điểm cho Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ sau đó là 2 năm sau khi họ lập cái hội này, năm 1774, thì chính phủ Hoa Kỳ được chính thức độc lập là năm 1776. Và Quốc hội Hoa Kỳ đã nhận cái đại ấn tam điểm của họ năm 1782 trên cái tờ bạc $1 đó. Chúng ta mở cái tờ bạc $1, chúng ta thấy cái hình kim tự tháp ở trên các con mắt á. Ở dưới ghi cái số La Mã là 1776. Và trong tờ bạc $1 đó ghi cái chữ là Novus Ordo Seclorum, tiếng Latin. Novus tức là new, là mới. Ordo tức là order, là trật tự. Seclorum là thế giới. Là một cái trật tự thế giới mới. Mà muốn xây dựng một trật tự thế giới mới là phải đập tất cả những trật tự thế giới cũ xuống. Tức là làm những cuộc cách mạng trên toàn cõi châu Âu và trên toàn thế giới để đập tất cả các vua chúa xuống. Rồi họ mới xây dựng những cái chính phủ được bầu làm tổng thống hoặc là thủ tướng. Thì lúc đó họ mới có tự do để thao túng. Vì các vua chúa cầm quyền thì khó mà thao túng lắm. Cho nên họ phải tổ chức những cuộc cách mạng. Thì chúng ta sẽ nói lần lượt những cuộc cách mạng, từ cách mạng Pháp cho tới cách mạng Cộng sản ở Liên Xô, rồi những cuộc cách mạng trên toàn cõi châu Âu, rồi các nước trên thế giới. Chúng ta đi vào lịch sử của thế giới để chúng ta thấy nó có một cái tác động phía sau lưng. Mà lịch sử thế giới chỉ nói tới những cuộc chiến, những cuộc giành độc lập hoặc là những cái phe phái đánh nhau, nhưng mà không có nói cho chúng ta biết cái chiều sâu ở bên trong, cái tác động ở bên trong như thế nào. Thì phần này chúng ta nói về cái nỗ lực của họ, mà tất cả cái nỗ lực đó, cái đại ấn tín của tam điểm đã ghi trên cái tờ bạc $1. Rồi chính cái tờ bạc đó cũng không phải là chính phủ Hoa Kỳ có quyền in ấn tiền đâu, mà là cái hội của họ in. Trong cái hội của họ, họ ghi trong đó là cái nốt thôi, cái ghi chú về tiền bạc. Chúng ta cầm tờ bạc lên, chúng ta thấy cái ghi chú ghi rất là rõ ràng, không phải là Ngân hàng Quốc gia Hoa Kỳ in cái tiền đó, mà là cái nhóm Federal Reserve Note mà nằm ở tại Washington DC, họ có quyền in cái tiền này. Không phải Federal là liên bang, mà đây là một cái liên nhóm mà dành ưu tiên Reserve. Cái note là cái ghi chú, một cái tín phiếu, một cái tờ ghi chú mà mọi người đồng ý với nhau. Chúng ta cứ cầm cái tờ bạc có ghi ở trên ngay cái hàng đầu tiên đó, Federal Reserve Note, để ghi chú, cộng tờ bạc $1, thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái ấn tín của hội tam điểm. Còn chúng ta chỉ có nhìn sơ sơ thì chúng ta không có thấy rõ những cái chi tiết đó. Đó là những cái mà chúng ta cần biết để chúng ta đang ở trên cái đất nước Hoa Kỳ, hoặc là ai đã cầm những cái tờ bạc $1 thì chúng ta thấy rõ. Xin đây cái ấn tín tờ bạc $1 đây. Cái ấn tín nằm ở đây. Đó là ghi cho chúng ta rõ ràng. Thì cái khởi đầu từ năm 1913, Quốc hội Hoa Kỳ đồng ý cho cái nhóm này có quyền in những cái tờ bạc tiền của nước Mỹ. Nhưng mà thực sự là một cái note, một cái ghi chú mà mọi người đồng ý với nhau.
chứ không phải là tiền và không phải Ngân hàng Quốc gia Hoa Kỳ in. Đó là cái sự thật để chúng ta biết. Và trong cái liên nhóm này, trong đó là có Rockefeller là vua dầu hỏa của thế giới. Hai ông giám đốc ngân hàng mà nắm tiền trên toàn thế giới, đó là Rothschild, rồi J.P. Morgan. Rồi cái nhóm thứ tư chuyên môn chế tạo vũ khí, làm chủ về sắt thép là nhóm Carnegie. Đó là bốn cái nhóm chính để in tiền nước Mỹ. Cho nên họ đã chọn nước Mỹ và đặt cái ấn tín của hội tam điểm của họ ở trên cái tờ bạc rõ ràng cho chúng ta, để chúng ta nhìn vào là chúng ta biết, chứ không phải là họ úp úp mở mở đâu, rất là rõ ràng. Tại vì nước Hoa Kỳ là cái nước của hội tam điểm xây dựng. Và vì vậy mà chúng ta sẽ lần lượt nói tới cái tổ chức của họ để dùng Hoa Kỳ ảnh hưởng cái văn hóa trên toàn cầu. Văn hóa của Hoa Kỳ đầu tiên là tiền đâu? Có tiền thì mới nói chuyện, còn không có tiền là không có nói chuyện được. Giống như tiếng Việt của chúng ta, đầu tiên là tiền đâu đã, rồi sau đó mới nói chuyện kế tiếp. Có tiền rồi mới nói chuyện. Vì vậy mà họ tạo ra để thế giới này phải lệ thuộc vào đồng tiền của Hoa Kỳ, thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta nói đến. Nhưng mà từ cái cuộc chiến đầu tiên, họ đã làm chủ được một đất nước để dùng Hoa Kỳ làm chủ cái tình hình của cả thế giới và đứng sau lưng những cái cuộc chiến mà hội tam điểm tác động, từ cái cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Chúng ta sẽ nói tại sao mà họ đập cái nước Pháp xuống trước tiên, rồi sau đó mới đập các cái nước châu Âu xuống với cuộc cách mạng toàn châu Âu từ năm 1848. Để chúng ta hiểu được từng bước một rồi nó sẽ đi về đâu. Như vậy chúng ta tạm chấm dứt cái phần 1 ở đây. Chúng ta sẽ bước qua phần 2 để cái bài nói chuyện nó không có quá dài cho anh chị em. Chúng ta sẽ nói tới phần 2 về những cuộc chiến ở bên châu Âu, rồi cả vấn đề cuộc cách mạng ở Nga, rồi ảnh hưởng tới ngày hôm nay họ đã làm được những cái gì và đưa nhân loại đi về đâu. Đó là những cái việc mà chúng ta cần biết để chúng ta hiểu được chúng ta đang sống, đang làm cái gì. Xin cảm ơn quý ông bà, anh chị em. Bây giờ chúng ta chấm dứt cái bài thứ nhất ở đây. Xin anh chị em chịu khó đọc sách Sáng Thế chương 3 về cuộc chiến đầu tiên ma quỷ đã tác động, làm cho Adam Eva bị thua. Nhưng mà cũng trong cái chương đó, câu 15, Chúa đã hứa ban đấng cứu thế và một dòng tộc mới. Qua sách Khải Huyền chương 12, cuộc chiến giữa ma quỷ là các thiên thần, là Lucifer và những bầy tôi của Lucifer đã chống lại Thiên Chúa, thì tổng lãnh thiên thần Mikae đã tống cổ ma quỷ xuống hỏa ngục. Nhưng mà nó xuống hỏa ngục, nó vẫn tiếp tục đi tìm kiếm con cái loài người để nó tấn công. Là cuộc chiến đầu tiên Adam Eva đã thua. Và nó đang dùng hội tam điểm là những người cộng tác với ma quỷ. Là chúng ta sẽ nói tới cái tổ chức bên trong của hội tam điểm như thế nào. Và ma quỷ nó tác động như thế nào để nó chỉ đạo suốt trong cái thời kỳ của chúng ta, ít nhất là trong 200 năm qua tới ngày hôm nay, và sẽ đi về đâu. Đời con có Chúa, con không lo sợ gì. Đời con có Chúa, con nào sợ chi?
Chúa thương dắt dìu con trên đường đời, yêu con từng ngày săn sóc từng giây. Chúa ơi, Chúa là gia nghiệp đời con, tháng năm con ở bên Ngài, tình Ngài chở che sớm chiều bình yên, dắt dào yêu thương chứa chan hồng ân. Mặc cho giông tố mây răng ngang biển đời, Ngài dìu con đi qua đường hiểm nguy, sớm hôm đêm ngày nâng niu dịu dàng, thương con trọn tình từng phút từng giây. Chúa ơi, Chúa là gia nghiệp đời con, tháng năm con ở bên Ngài, tình Ngài chở che sớm chiều bình yên, dắt dào yêu thương chứa chan hồng ân. Đời con có Chúa con không lo sợ gì, đời con có Chúa con nào sợ chi. Chúa thương dắt dìu con trên đường đời, yêu con từng ngày săn sóc từng giây. Chúa ơi, Chúa là gia nghiệp đời con, tháng năm con ở bên Ngài, tình Ngài chở che sớm chiều bình yên, dắt dào yêu thương chứa chan hồng ân. Chúa ơi, Chúa là gia nghiệp đời con, tháng năm con ở bên Ngài, tình Ngài chở che sớm chiều bình yên, dắt dào yêu thương chứa chan hồng ân. Dắt dào yêu thương chứa chan hồng ân. Xin mời chúng ta tiếp tục học về những cái thế lực của sự dữ ở trong thời đại của chúng ta. Hôm trước chúng ta đã nói về những cái tổ chức của sự dữ ở trong thế giới của chúng ta, và họ sử dụng tiền bạc vì sức mạnh của tiền bạc ngày nay nó làm cho nhiều người bán đứng lương tâm của mình và chạy đua theo tiền bạc, để rồi không biết cái cùng đích của tiền bạc sẽ đi về đâu. Nhưng mà đời mình cũng chỉ có mấy chục năm thôi, 100 năm là nhiều, nhưng vì tiền bạc mà bao nhiêu người đã bán đứng lương tâm của mình, hoặc là nô lệ cho tiền bạc để suốt đời chỉ làm ra tiền. Và thực tế là ngày nào mình cũng sử dụng tiền hết, nhưng nếu chúng ta không biết giới hạn của nó thì chúng ta sẽ trở nên nô lệ cho nó và bị người khác điều khiển. Thì hôm trước chúng ta đã nói về cái sức mạnh huyền bí mà từ thời Herod Agrippa đã lập cái hội về sức mạnh huyền bí, là làm sao cho có thật nhiều tiền để lũng đoạn vào vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo trên toàn cầu. Và khi họ liên kết với nhau với số tiền bạc lớn, ngày 24 tháng 6 năm 1717 ở tại Anderson, nước Anh, thì họ đã chính thức thành lập ở Anh. Mặc dù là nó đã có hàng ngàn năm rồi, nhưng mà nó từng cái tiểu tổ nhỏ thôi. Bây giờ thì nó liên kết lại. Và từ khi cái nhóm hội tam điểm Freemasonry đó, họ lập ra cái nhóm Illuminati năm 1774, gọi là cái nhóm tinh anh để lãnh đạo thế giới, thì nhóm này do Rothschild điều khiển. Và khi chọn nước Mỹ, thuộc địa của Anh lúc đó, để trở thành cái nước của hội tam điểm, và những người lãnh đạo, các tướng lãnh đều là những người hội viên của hội tam điểm hết, và họ để cái ấn tín của tờ bạc $1 của Mỹ, ấn tín của hội tam điểm trên tờ bạc $1 của Mỹ.
là phần đó chúng ta đã nói rồi. Và cái kế hoạch kế tiếp mà họ ghi trên tờ bạc đó là xây dựng một trật tự thế giới mới. Thì muốn xây dựng trật tự thế giới mới thì phải đập tất cả cái cũ đi. Cái cũ là chế độ quân chủ. Mà họ chọn cái chỗ nào để đập đầu tiên, đó là nước Pháp, năm 1789 với cuộc cách mạng Pháp. Vì nước Pháp là được gọi là nữ tử của Hội Thánh, thì bất cứ nước nào tấn công nước Đức Giáo Hoàng, thì nước Pháp đều qua hỗ trợ để bảo vệ Đức Giáo Hoàng. Cho nên đầu tiên, muốn triệt tiêu Hội Thánh thì phải triệt tiêu nước Pháp trước. Thì năm 1789, cuộc cách mạng Pháp đã lật đổ chế độ quân chủ và lập cái chế độ thủ tướng đứng đầu với gọi là quân chủ lập hiến để đi lần tới cái vấn đề bầu tổng thống như bây giờ. Đó là từng bước một. Thì lúc đó họ đưa vua Louis thứ 16 lên đoạn đầu đài xong là bắt đầu một thời kỳ họ tàn phá Giáo hội Công giáo ở tại Pháp, vì họ đòi tất cả các linh mục tu sĩ phải ký vào cái bản gọi là dân hiến giáo sĩ, phải trung thành với chế độ cách mạng và không được đặt quyền Đức Giáo Hoàng lên trên, mà quyền của chế độ cách mạng lên trên. Và chế độ cách mạng lúc đó là hội viên của Hội Tam Điểm với mục tiêu là để triệt tiêu Hội Thánh, cho nên nó quốc hữu hóa tất cả các nhà thờ. Và dĩ nhiên là các giám mục và các linh mục trung thành với giáo hội, trung thành với Chúa Kitô thì không có ký vào trong những cái bản dân hiến giáo sĩ đó để làm việc cho nhà nước trả lương. Cho nên hầu hết các nhà thờ của nước Pháp không có linh mục. Chẳng hạn như nhà thờ họ Ax, sau này là cha John Vianney được gửi đến, thì cả một cái thời kỳ cách mạng Pháp là họ không có linh mục. Vì vậy mà chỉ còn lúc mà cha sở họ Ax đến, cha John Vianney đến, thì chỉ còn lại những người già còn nhớ là hồi nhỏ mình có đi lễ thôi. Còn những người trẻ không có linh mục, cho nên những người trẻ không có biết đến nhà thờ. Nhà thờ trở nên cái sân chơi thôi, nơi tụ tập để vui chơi thôi, không còn là một cái nơi để đến tôn thờ Chúa nữa. Đó là một cái sự thật mà làm cho mọi người rất là đau lòng. Và họ giết rất là nhiều linh mục tu sĩ. Đó là tình trạng của nước Pháp đầu thế kỷ 19, hầu như là tan tành. Và nhà thờ thì bị quốc hữu hóa hết. Cho tới ngày hôm nay vẫn còn bị quốc hữu hóa đó. Nhà thờ là thuộc về chính phủ chứ không phải thuộc về giáo hội nữa. Cho nên chính phủ có bổn phận phải sửa sang nhà thờ. Đó là một cái sự thật, rồi họ trả một cái mức lương tối thiểu nào đó, tượng trưng. Đó là một cái sự thật. Rồi từ cuộc cách mạng Pháp đi lần tới những cuộc cách mạng ở Ý năm 1830 tới 1870, rồi Garibaldi đã chiếm hết cả nước Ý, và ở giữa miền trung của nước Ý lúc đó là nước của Đức Giáo Hoàng cũng bị chiếm luôn, và cuối cùng Đức Giáo Hoàng còn lại có 40 mẫu tây đất thôi, còn lại là nước Ý thống nhất. Mãi cho tới sau năm 1918 có cái hòa ước là trần giữa tòa thánh và nước Ý, để nước Ý sẽ bảo vệ nước Đức Giáo Hoàng. Thực sự là Đức Giáo Hoàng nó tính theo Mỹ là hơn 100 acre đất, tính theo kiểu của Pháp là có 40 mẫu tây đất thôi. Đó là một cái sự thật mà chúng ta đến Roma thì chúng ta sẽ thấy cái tình trạng đó. Rồi những cuộc cách mạng ở khắp cả châu Âu năm 1848 để lật đổ các vua chúa xuống, và các vua chúa phải đồng ý đi xuống để thủ tướng lên, rồi lần lần là bầu cử tổng thống. Đó là tình trạng của ngày hôm nay. Rồi một cái nước mà khó, đó là Nga Hoàng, nước Nga. Thì họ làm một cuộc cách mạng ở bên Nga. Muốn làm cuộc cách mạng ở bên Nga thì chúng ta biết
họ phải chọn một cái nhóm người gọi là Bolshevik để đào tạo ở Đức và Thụy Sĩ. Thì nhóm Tam Điểm Đức và Thụy Sĩ đào tạo họ để về sẽ lật đổ Nga Hoàng. Nhưng mà Nga Hoàng lúc đó rất là mạnh. Do đó họ chưa có thể làm gì được. Thì có một cuộc cách mạng và chiến tranh xảy ra. Chiến tranh thì có một bên thắng bên thua là chiến tranh giữa Nhật Hoàng và Nga Hoàng. Và khi Nhật Hoàng và Nga Hoàng gây chiến tranh như vậy, thì chúng ta biết là Nhật Hoàng đã thắng và Nga Hoàng đã thua. Khi mà Nga Hoàng thua như vậy, bên này bị kiệt quệ kinh tế, trở nên dân chúng nghèo đói. Đó là một sự thật. Từ cái chỗ dân chúng nghèo đói mới lôi kéo những người nghèo gia nhập vào đi lính, rồi mới tạo được một cái đảng cộng sản ở tại nước Nga. Và dĩ nhiên lấy từ những lý thuyết của Karl Marx, mà Karl Marx là hội viên của Hội Tam Điểm đã viết ra, mà hội viên của Hội Tam Điểm viết ra về đấu tranh, về cuộc cách mạng vô sản, thì Karl Marx đã chết, không có làm gì được hết. Cuối cùng là họ đã đào tạo được những người để tiếp tục cái lý thuyết của Karl Marx. Cuối cùng là họ đã đạt được. Và năm 1918 đã lật đổ Nga Hoàng và lập được cái chế độ cộng sản bắt đầu ở trên thế giới. Và từ đó nó lan sang bên Tàu rồi bên các nước khác, trong đó có cả Việt Nam. Gần như là gần một nửa thế giới sau đệ nhị thế chiến đã theo cái chế độ cộng sản thành công để lật đổ tất cả các vua chúa, rồi đi lần tới vấn đề có giành lại độc lập hay là làm cái gì đó thì cũng là sẽ có bầu cử, chứ không còn là cái tình trạng quân chủ như ngày trước nữa. Còn có những nước còn lại, cái chế độ quân chủ thì quân chủ, vua chúa không còn là có thẩm quyền như là ở Thái Lan hay là ở Nhật hay là bên Anh. Thì để cho thủ tướng đứng đầu và gọi là quân chủ lập hiến. Thì như vậy, vua chúa thì kéo dài hết đời này tới đời nọ thì rất là khó cho họ lũng đoạn vào trong cái nước đó. Nhưng mà khi mà bầu tổng thống lên hay là thủ tướng lên á, thì chỉ có giới hạn là 4 năm hay là 7 năm như là nước Pháp chẳng hạn. Thì một người mà từ ở dưới lên mà nắm trong vòng 4 năm hoặc là 2 nhiệm kỳ là 8 năm đi nữa, thì cũng không có thể nắm hết tất cả vấn đề. Nội học biết tất cả những cái chương trình để mà áp dụng thì cũng vừa lúc là đi xuống rồi. Cho nên cái ban ở đằng sau để điều khiển rất là quan trọng. Cái ban cố vấn ở dưới, các ban ở dưới đó, để điều khiển thì rất là quan trọng. Và họ đạt được cái mục tiêu của họ. Vì vậy mà chúng ta biết là bao nhiêu cái quốc gia trên thế giới này muốn biến đổi từ vua chúa sang tới vấn đề bầu cử thủ tướng hay là tổng thống, thì đã trải qua một cuộc cách mạng thực sự trên toàn thế giới. Và ngày nay chúng ta thấy không phải tự nhiên các vua chúa bỏ cái vị trí nhà vua của mình để mà sang chế độ dân chủ theo kiểu bây giờ. Nó phải có một cuộc cách mạng. Tốt hay xấu là vấn đề khác. Còn vấn đề là chúng ta biết là họ đã thành công trong việc tạo ra cuộc cách mạng trên toàn cầu để đập cái chế độ cũ xuống và xây dựng những cái thể chế chính trị mới. Đó là cái nỗ lực của họ để xây dựng cái thế giới này theo cái chương trình của họ. Thì chúng ta sẽ lần lượt để hiểu được những cái gì họ đang làm. Rồi sau khi mà đập tất cả các cái chế độ chính trị trên toàn cầu xuống, thì họ đã bắt đầu đặt người của họ ở trong các chính phủ.
ở những vị trí là thủ tướng hay là bộ trưởng hoặc là trong cái ngành tình báo đều có liên hệ với nhau ở trên toàn cầu để đi lần tới vấn đề là họ làm chủ cái tình hình của cả thế giới. Rồi những cái nhóm về báo chí, TV, phim ảnh, truyền hình, truyền thanh, họ nắm được những cái vấn đề truyền thông này để họ tuyên truyền và hướng dẫn cái suy nghĩ của quần chúng trên toàn thế giới và nắm được cả những tin tức của toàn cầu nữa. Ví dụ như đài BBC chẳng hạn, nó có một cái tổ chức rõ ràng và họ đặt người khắp nơi trên toàn thế giới, dù là cái ngõ ngách nhỏ nhất của toàn cầu, cứ nằm yên đó lấy tin tức rồi báo về cho đài, rồi họ mới bắt đầu cho cái chương trình nào được phát thanh, chương trình nào không được phát thanh. Họ đều có tính toán và họ có lọc ra những cái gì được phát thanh để hướng dẫn cái suy nghĩ của quần chúng ở trên toàn thế giới theo một cái hướng đi mà họ muốn, đó là cái tổ chức của họ. Cũng như trên nước Mỹ cũng vậy, hầu hết là những cái tờ báo lớn hay là những cái đài lớn ở trên nước Mỹ này, CNN chẳng hạn, thì ở sau lưng là những người thuộc nhóm Do Thái làm chủ những cái báo và đài hay là truyền thông để họ hướng dẫn cái dư luận quần chúng là một. Cái thứ hai, họ nắm được tin tức của toàn cầu để làm chủ về vấn đề chính trị, kinh tế. Đó là những cái mà chúng ta biết nó rất là quan trọng về vấn đề thông tin. Cũng giống như trường hợp Rothschild mà thời kỳ vua Napoleon của nước Pháp đó, mà đánh sang bên Nga rồi bị thua. Nhưng mà ông ta khôn lắm. Cái nhóm của ông nắm được thông tin là họ đã thua rồi. Nhưng mà họ không có loan báo là thua, mà họ nói là Napoleon thắng trận, để họ bán cái cổ phiếu của họ lên rất là cao và làm cho những cái cổ phiếu mà của Anh và châu Âu đó, còn cổ phiếu của Pháp với ấy bên Napoleon thì họ bán lên rất là cao. Vì tin tức chưa có đưa về tới nơi, cho nên họ cứ tung đại ra một cái tin vịt như vậy để bán cổ phiếu lên rất là cao và cổ phiếu bên kia là xuống rất là thấp thì họ mua vô. Ngày hôm sau khi tin tức chính thức về đến nơi và khi được công bố là Napoleon đã thua trận rồi, thì cổ phiếu phía bên Napoleon là sụp hoàn toàn, sụp xuống tới zero luôn. Cho nên những người mà bán ra thì và mua cái cổ phiếu, cái cổ phần ở phía bên này là coi như là mất trắng tay hoàn toàn. Còn bên kia, cổ phiếu của Anh cũng như của những cái phe đối nghịch lại thì họ lại mua hết để rồi họ ôm một số tiền lời rất là lớn, hầu như là làm chủ cái kinh tế tiền bạc ở châu Âu trong cái giai đoạn của Napoleon trong cái thế kỷ thứ 19 vừa rồi. Rồi chúng ta biết những cái tin tức như vậy nó rất là quan trọng. Ngày nay cổ phiếu này kia nó cũng đi theo một cái chiều hướng mà chính họ đứng sau lưng điều khiển hết. Đó là những cái chúng ta cẩn thận, nếu mà không chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của họ rồi gặp những cái thử thách. Đó là những cái cuộc cách mạng về vấn đề chính trị. Để đặt người trong tất cả mọi ngành nghề của họ đó thì dĩ nhiên là họ có những cái ban nằm ở trong các chính phủ, gọi là điệp viên của thế giới hay là CIA Mỹ, hoặc là những cái nhóm đặc biệt để mà nắm những tin tức ở trên toàn thế giới và khi nào cần làm cái gì thì họ đứng sau lưng để họ điều khiển. Đó là những cái nỗ lực của họ. Và họ lập cái nhóm gọi là hội bàn tròn đó, Council on Foreign Relations, năm 1917 đến 1921. Họ chủ trương là phải nắm được tất cả những cái dầu hỏa, những cái mỏ vàng, uranium, những cái mỏ quý đó. Còn những cái mà rẻ tiền thì họ ít có đầu tư, nhưng mà nắm vào dầu hỏa là một, vì dầu nó rất là quan trọng.
cho vấn đề sử dụng vào kỹ nghệ. Và khi họ nắm được dầu hỏa, rồi vàng bạc chỗ nào cần đầu tư, thì họ đầu tư. Chẳng hạn như ở Nam Phi có vàng và kim cương, mà người ở Phi Châu lúc đó là họ chỉ cần đồ ăn thôi, chứ họ không cần những cái cục kim cương kia không có ăn được. Và họ lập thành những cái công ăn việc làm để đào kim cương, đào vàng cho họ, rồi cung cấp cho công nhân có đồ ăn, có thức uống. Đó là cái nhu cầu của những người thổ dân ở đó. Rồi họ nắm được những cái mỏ vàng, những cái mỏ kim cương, đào họ lấy để thu tích một số lượng tiền lớn. Rồi tất cả cái vùng ở Trung Đông có rất nhiều dầu hỏa, thì họ phải cấy người vào, hoặc là đầu tư, hoặc là cổ phần, làm cách nào để nắm được dầu. Thì trong đó có Rockefeller, là vua dầu hỏa, nằm ở New York. Thì ông có cái bổn phận phải đi đầu tư những cái chỗ có dầu hỏa. Và tất cả những cái vị trí trên thế giới họ đi tìm kiếm hết những cái mỏ quý. Trong đó có Việt Nam. Việt Nam thì có cái lượng uranium để làm bom nguyên tử đó. Cho nên sau khi mà họ khám phá ra cái lượng này, thì họ muốn Tổng thống Diệm phải ký cái uranium này cho họ. Và Tổng thống Diệm không chịu ký, không chịu cho họ khai thác những cái này. Mà họ khai thác là hầu như họ lấy không, họ chỉ có tài trợ lại một ít cái gì đó làm đường xá hay là vấn đề kỹ thuật gì đó thôi. Thì Tổng thống Diệm không chịu. Thì ông Tổng thống nào mà không chịu á, thì họ sẽ tìm cách để lật đổ. Tìm cách để lật đổ thì rất là dễ. Coi thử những thế lực nào đang chống đối nhau. Thì lúc đó Việt Nam có một bên là Hà Nội, bên Sài Gòn. Bên Hà Nội thì theo chế độ Cộng sản, còn Sài Gòn theo chế độ Việt Nam Cộng hòa. Mà nhất là có nhiều cái viện trợ của Mỹ và Châu Âu giúp lúc đó. Cho nên họ vào, họ tìm những cái gì quý, thì họ sẽ tìm cách để họ lấy cho được. Thì số rượu uranium này, họ phải lật đổ Tổng thống Diệm xuống, vì ông ta không chịu ký, thì đưa một cái thời kỳ cách mạng, lật đổ Tổng thống Diệm. Và lúc đó thì có vấn đề Phật giáo đấu tranh này kia, là tất cả đều cái giật dây của họ ở sau lưng hết á, để lật đổ chế độ ông Diệm xuống thôi. Rồi họ đưa quân đội vào, mà chỗ nào họ đóng quân đội không cho Việt Nam, quân đội Việt Nam Cộng hòa vô đó, là chỗ đó có uranium hoặc là có vàng. Ví dụ như Gia Lai Kon Tum này, có cái vùng mà có uranium, thì họ đóng kín ở trên mà đất Tô Tăng Cảnh rồi mấy cái vùng đó, rồi họ lấy máy bay trực thăng, họ đào, họ lấy trực tiếp, bay thẳng ra hạm đội số 7 luôn. Còn ở dưới chân của đèo An Khê đó, có những cái vùng có vàng, là họ đóng quân ở khu vực đó, rồi đưa lính Mỹ sắn những cái cục vàng đó, họ đưa ra ngoài, ra hạm đội số 7, họ đi bằng trực thăng hết, không cần phải chuyên chở gì hết, đường bộ để kiểm soát. Và sau năm 1975, khi mà người dân nghèo, thì họ mới đi theo các cái suối để đãi vàng đó. Thì mỗi ngày được một vài ly vàng là quý lắm rồi, đủ để mua gạo thôi. Họ mới đi sâu vào trong rừng, thì mới thấy rằng là ở rừng, ở trong cái khu rừng An Khê, từ trên đèo đi xuống vào trong khu rừng, thì đi sâu vô trong đó, dọc theo đó thì Mỹ nó đã vẽ mũi tên rồi, những cái chỗ nó đã lấy hết rồi. Còn lại gọi là rác rến á, những cái vàng nó trôi theo dòng suối á, những cái hạt mảnh vàng nhỏ nhỏ như là cát vậy đó, nó trôi theo dòng suối, thì người dân mới đi đãi những cái đó để lấy những cái ly vàng nhỏ nhỏ vậy. Thật là tội nghiệp cho chúng ta, mất đi cái số lượng vàng lớn họ sắn thì họ lấy đi hết rồi. Rồi số lượng uranium để mà làm nhà máy điện nguyên tử, hoặc là làm bom nguyên tử, bom hạt nhân, thì cần cái số lượng này, thì tất cả đã được lấy đi hết. Thì đó là những cái mà chúng ta biết được ở trên thế giới và cả ở Việt Nam của chúng ta. Còn những cái mà rẻ tiền, nhôm, linh tinh,
thì dĩ nhiên là sau này giữa Trung Cộng, Liên Xô rồi tất cả các nước nào họ đầu tư thì họ vô, họ lấy lần hết. Đó là những cái mà chúng ta biết. Rồi các nước thứ ba cũng chung một số phận như vậy đó, dưới Phi Châu cũng như là các nước nghèo khác đều là bị họ đi lấy, là cái nhóm hội nghị bàn tròn của họ đây, là họ điều khiển để qua chính phủ Mỹ đi lần tới khám phá cái tài sản quý của toàn cầu để họ nắm trong tay. Cho nên càng ngày cái số tiền của họ nó nhiều hơn. Rồi chúng ta cũng biết trong cái giai đoạn, cái thời kỳ mà hội nghị bàn tròn này, thì họ có ông Tổng thống Wilson năm 1913, những cái ngày mà gần tới lễ Giáng sinh tháng 12, ngày 22 tháng 12, thì ông ký cái sắc lệnh cho cái nhóm Federal Reserve được quyền in tiền nước Mỹ, và nước Mỹ dùng những cái nốt của họ, những cái ghi chú, những cái tín phiếu của họ in ra đó, là cái tờ bạc mà chúng ta đang dùng đó. Thì cái nhóm này chúng ta đã biết, lần trước chúng ta đã học rồi, thì họ nắm tiền in của nước Mỹ là Rockefeller, Rothschild, J.P. Morgan, rồi nhóm Carnegie làm chủ về sắt thép hay là chế tạo vũ khí, thì đó là những cái nhóm của họ để nước Mỹ nợ cái nhóm này. Và ngày nay mà lấy 2.000 tỷ đô la để phát cho dân ở trong cái mùa dịch COVID-19 này đó, thì cũng là nợ cái nhóm này thêm nữa thôi. Nợ 20.000 tỷ rồi, bây giờ nợ thêm nữa thôi. Mấy năm vừa rồi, Tổng thống Trump cố gắng để trả bớt cái nợ này, hoặc là trả tiền lời cho họ. Bây giờ là lại nợ tiếp. Đó là cái sự thật điều khiển nước Mỹ bằng cái tiền nợ. Và nước Mỹ cuối cùng là làm sao để có tiền lời cho họ thôi. Chứ đó là một cái sự thật. Để rồi cuối cùng là chúng ta thấy là họ nắm được cái vấn đề chính trị, kinh tế và điều khiển nước Mỹ theo ý của họ. Rồi năm 1972 đó, cái nhóm thống trị mà do Rockefeller điều khiển lập cái nhóm gọi là Trilateral Commission. Thì Trilateral Commission năm 1972 tháng 7, họ dùng tiền thuế của Mỹ để phổ biến những cái tư tưởng của Hội Tam Điểm. Đó là những cái tư tưởng về tự do, phá thai, bảo vệ sự sống thì không có bảo vệ, nhưng mà bảo vệ cái quyền tự do của con người bằng cách là để cho người mẹ có quyền phá thai. Vì vậy mà khi đi qua bên tàu ký cái thỏa hiệp giúp cho nước tàu đi lên, thì giúp cho nước tàu đi lên bằng cách là phải làm chủ dân số, thì họ đã phá thai mỗi gia đình một đứa con. Đứa con thứ hai sinh ra là bị phá thai. Vì vậy mà nước tàu cái giai đoạn đó phải phá thai rất là nhiều, làm cho cái tội ác phá thai nó tăng lên ở trên toàn thế giới. Đó là cái tổ chức của họ. Tới ngày hôm nay họ vẫn dùng tiền thuế của người dân Mỹ để tài trợ vấn đề, họ gọi là vấn đề nhân bản, nhân đạo này. Nhưng mà thực tế là tài trợ cho những chương trình phá thai thôi. Đó là một cái sự thật rất là đau lòng. Mà họ làm chủ hết mà. Người dân chỉ có chạy theo để cho họ cho đủ ăn, đủ mặc, sống bình an là quý rồi. Đó là một cái sự thật như vậy. Rồi chúng ta biết từ năm 1973, Hiệp định Paris ở Việt Nam ký xong rồi đó, tháng Giêng năm 1973 ký Hiệp định Paris rồi đó, thì bắt đầu họ có chương trình rút quân về Mỹ để giao lại cho Trung Quốc. Và năm 1974 thì họ bảo Trung Quốc chiếm Hoàng Sa. Đó là một sự thật. Đó là những cái họ hợp đồng với nhau rồi. Các nước lớn họ ngồi lại với nhau, họ hợp đồng với nhau rồi. Mình ở dưới, mình không có làm gì được hết á. Nên đó là một cái sự thật mà chúng ta thấy về vấn đề trên thế giới nó đã xảy ra, và nhân loại chúng ta bị các nước lớn ở trong cái thế lực của bóng tối nó điều khiển để họ đạt được tiền bạc, quyền lực ở trên toàn cầu. Cho nên các cái nước nhỏ nỗi buồn nhược tiểu là bị lệ thuộc vào các nước lớn, rồi kinh tế
cũng phải lệ thuộc vào các nước lớn mà chúng ta sẽ đi sâu hơn để biết được họ làm cái gì. Thì khi mà họ nắm được tất cả các nước trên thế giới này rồi đó, thì bây giờ là họ nắm được rồi. Từ vấn đề, các vấn đề chính trị ở trên toàn thế giới, cộng sản hay là tư bản cũng là cái chương trình của họ hết, đều họ sắp xếp với nhau hết. Người ta chiến đấu, người ta đánh nhau rồi đổ máu thì rất là tội nghiệp cho người dân thôi. Còn ở trên cao, trên chóp bu đó, thì họ đã có một cái tổ chức rồi, đã thương lượng với nhau đến cái giai đoạn nào làm cái gì, thì họ đã sắp xếp với nhau như vậy. Đó là một cái sự thật. Rồi chúng ta biết là khi họ nắm được vấn đề chính trị ở trên toàn cầu là cái giai đoạn 1. Giai đoạn 2 là chúng ta biết là hiện giờ cái tư tưởng tự do, tiền bạc, danh vọng, lạc thú là họ phổ biến trên toàn cầu. Người dân nào cũng chịu cái văn hóa sự chết này. Và như vậy thì cái tư tưởng sai lầm của văn hóa sự chết ảnh hưởng trên toàn thế giới, làm cho các gia đình ly dị rất là dễ dàng, xung đột với nhau về tiền bạc là ly dị, rồi có tiền bạc thì hưởng thụ, rồi ngoại tình, dâm ô, phim ảnh xấu họ tung ra, cả những cái chỗ mà sản xuất phim lớn đó, Hollywood chẳng hạn, rồi các cái nơi sản xuất ở các nước cũng vậy, là họ cổ võ hai thứ, một là tính dục, hai là bạo động, đánh nhau thù hằn với nhau, tất cả điều đó đều nghịch lại với tám mối phúc thật hết. Đó là vấn đề tư tưởng trong cái văn hóa nó ảnh hưởng như vậy đó. Cho nên người lớn thì làm sao có nhiều tiền rồi hưởng thụ, mấy đứa nhỏ thì lớn lên, sinh ra rồi bắt đầu mê game, không có chịu học hành, vui chơi, hưởng thụ, để đi lần tới cái tình trạng ý chí và nghị lực rất là kém và dễ phạm tội. Rồi vấn đề thực phẩm của toàn cầu. Chúng ta ăn nho không hột, ăn dưa hấu không hột là cái nhóm Monsanto họ điều khiển để nắm được tất cả hạt giống của toàn cầu. Từ lúa, gạo, bắp tới tất cả những hạt giống. Ngay cả hạt giống khổ qua họ cũng có luôn, để phải mua hạt giống của họ, vì hạt giống của họ là hạt giống vô sinh, chỉ trồng một lần thôi. Và khi mà họ nắm được tất cả hạt giống trên toàn cầu mà hạt giống vô sinh thì phải mua lại của họ, còn hạt giống truyền thống thì bị hạt giống vô sinh nó thống trị. Cái phấn hoa của những hạt giống vô sinh này đó, nó bay ra cái hạt giống cổ truyền, ví dụ như là bên cạnh của mình là một cái hạt giống vô sinh, họ trồng bắp chẳng hạn, thì cái phấn hoa ở bên này là cổ truyền, thì cái phấn hoa bên kia nó sẽ bay qua mà làm cho cái hạt giống ở bên cái giống cổ truyền nó bị mất đi, cái mùa sau cũng không trồng được luôn, không lấy giống được nữa. Cho nên họ đã lan ra 2/3 thực phẩm trên toàn cầu là hạt giống vô sinh, và họ yêu sách cái nước đó, nếu mà không làm theo ý của họ, thì năm đó họ không bán hạt giống, thì năm đó sẽ bị đói. Đó là vấn đề họ điều khiển, cái nạn đói sẽ xảy ra nếu mà nước nào không làm theo ý họ, hoặc họ muốn để cho thế giới bị đói, thì năm đó họ nói là bị mất mùa, không có hạt giống bán, hoặc là tăng giá hạt giống quá cao. Ví dụ như năm 2006, là họ tăng cái giá hạt giống, thuốc phân, thuốc sâu, rồi tất cả mọi thứ đều tăng lên gấp đôi. Ở Mỹ lúc đó là bao gạo 25 phao chỉ có 10 đô thôi. Nhưng mà cái tháng 7 năm 2006 đó, giá gạo tăng lên hơn gấp đôi. Tức là từ 10 đồng, nó lên 25 đồng một bao. Đó là một cái sự thật. Nó nằm ở mức độ đó, rồi nó lên lần từ từ. Cho nên khi họ tăng giá hạt giống lên, thì toàn cầu đều bị ảnh hưởng hết. Đó là họ nắm về hạt giống trên toàn cầu. Thà nắm được vấn đề chính trị của các nước, nắm được vấn đề tư tưởng, hướng dẫn vấn đề giáo dục tư tưởng đi vào cái đời sống vô thần bằng cách là làm cho mọi người chỉ mê tiền thôi và tìm cách để hưởng thụ. Đó là tình trạng của xã hội chúng ta ngày hôm nay. Rồi vấn đề thực phẩm trên toàn cầu là do chính họ nắm. Rồi họ cho học bổng rất là nhiều,
mà học bổng của Rothschild là cho những đứa rất là giỏi, thuộc cái loại là xuất sắc nhất thì mới được. Thì như Mỹ là học ra 4 chấm thì họ mới cho học bổng. Thì những đứa này giỏi thì sẽ làm việc cho họ và chế tạo vũ khí mới hoặc là những cái sáng tạo mới. Hiện giờ họ có nhiều cái loại vũ khí rất là lạ mà trong tích tắc họ có thể tiêu diệt toàn cầu rất là nhanh. Ví dụ như năm 2011, chúng ta biết là cả 100,000 con cá trên dòng sông Arkansas nó chết, với 5,000 con chim. Sau đó cả 1,000,000 con cá ở bờ biển Cali chết. Chúng ta biết là họ thử vũ khí gọi là vũ khí High Power Microwave Weapon, là vũ khí làn sóng đó. Làn sóng ở trong nhà bếp của mình xài cái máy để hâm nóng microwave đó. Nhưng mà họ kích lên một cái tần số cao để họ trở thành vũ khí. Và ngay cả cá dưới nước, họ bắn một cái làn sóng xuống là trong cái bán cầu não của con vật cũng như con người. Nó có cái luồng điện, nó bắn từ bên này, nó bắn qua lại những cái tin tức để nhận được. Thì họ cho một cái làn sóng mạnh hơn thì nó bị đứt. Và giống như bóng đèn 110 mà 110 volt mà mình cắm cho điện 220 thì nó cháy cái bập liền. Thì họ chỉ cần kích động lên để cho nó chết. Cho nên khi mà cái vũ khí này ra, cũng như những vũ khí về ánh sáng, có những vũ khí mà ánh sáng họ chỉ cần chiếu lên cái ai nhìn thấy là bị mù. Vũ khí đó họ đã từng thử ở trong chiến trường Việt Nam rồi. Hoặc là ở năm 1975 mà cái bom CBU thả ở Long Khánh chẳng hạn, thì trong vòng mấy cây số vuông đó không có oxy để thở, và con vật cũng như con người ở trong cái vùng đó là bị chết. Đó là cái chiến tranh năm 1975 đã xảy ra. Đó là những vũ khí mới. Rồi nhiều loại vũ khí mà ngày nay người ta phát minh ra về tạo ra sóng thần. Vì người ta nghĩ cách để đưa cái dòng điện, thay vì dùng dây để mà tải điện đi, thì họ nghĩ là bắn lên trên một cái vệ tinh hay một cái gì đó để giữ đó. Xong rồi các cái trạm ở dưới này nhận, giống như là các cái trạm điện thoại ngày xưa mình phải dùng dây, bây giờ là dùng điện thoại không dây. Thì họ muốn điện cũng được tải như vậy, khỏi phải tốn dây, khỏi phải tốn các cái trụ điện trồng khắp cả nước. Thì nó tốn kém. Thì họ nghĩ tới cái vấn đề đó. Rồi họ nghiên cứu. Cuối cùng là họ khám phá ra khi bắn cái luồng điện lên á, thì trái đất chúng ta nó có cái sức nó hút lại. Vì trong trái đất nó có nam châm, có sắt. Và nó hút lại xuống. Thì nó tạo ra cái chấn động. Giống như mình ném một cục đá vô trong một cái hồ nước. Thì nó tạo ra cái làn sóng. Thì họ mới nghiên cứu là cho một cái luồng điện thật là mạnh. Và xây một cái vùng để bắn những cái làn sóng điện mà điều khiển được vào một cái vùng nào đó thì sẽ tạo ra một cái làn sóng. Và như vậy thì cái làn sóng nó sẽ làm chấn động ở trong lòng đất. Cho nên những cái mà người ta đo được cái độ chấn động đó là động đất 7 chấm hay là 4 chấm hay 5 chấm, 3 chấm. Nhưng mà nó thường thường là nó lên cao rồi nó xuống từ từ từ, tại vì cái chấn động trong lòng đất nó lên cao nó xuống từ từ. Còn khi mà nó xuống một cái rụp đang lên 5 một cái hay là 7 là xuống cái rụp là zero liền đó. Trong vòng 5 giây, 10 giây hay là 1 phút rung động thì tùy theo, nhưng mà tích tắc nó xuống zero liền đó. Thì biết là cái đó là họ đang thử cái vũ khí về chấn động trong lòng đất. Thì đó là những cái mà chúng ta biết ngày nay các nước họ đang nghiên cứu, họ làm. Và ngay cả cái nhóm ở trong bóng tối họ điều khiển, ngay cả dĩa bay gọi là UFO này kia đều là những vũ khí của họ hết á. Ở trong họ có những cái hầm bí mật trong lòng đất để điều khiển, chế tạo những vũ khí và điều khiển những cái vũ khí này. Thì chúng ta biết cái sự thật đang xảy ra ở trên thế giới này với những vũ khí mới, và họ có thể cho một máy bay nào đó trên đó nó bắn những làn sóng xuống thì những sinh vật ở dưới này chết hết. Cầu cống, nhà cửa, xe cộ vẫn còn nguyên, nhưng mà nó sẽ tạo ra
sự chết chóc cho tất cả những cái sinh vật ở trong vùng đó. Đó là những cái mà họ đã thí nghiệm 2011 rồi. Đó là một cái sự thật để chúng ta biết, để khi mà chúng ta chết qua bên kia thế giới, chúng ta không biết tại sao mình chết nữa. Tại vì cái làn sóng nó đi ngang qua, nó bắn trúng mình, thì mình chết thôi. Đó là một cái sự thật. Ngoài những cái vũ khí nguy hiểm như vậy, họ còn có những cái chủ trương giảm bớt dân số của thế giới. Dân số bây giờ là trên 7 tỷ người. Nhưng mà ai mà thấy được cái hòn đá lớn mà họ ghi nhiều ngôn ngữ ở bên vùng Chô Chà đó, tiểu bang Chô Chà nước Mỹ đó, thì họ muốn dân số thế giới tốt nhất là 500 triệu người thôi. Còn cao quá thì không có thể nào sống tốt được, vì càng đông thì càng lộn xộn và càng dùng hết tài nguyên của thế giới. Thì cái nhóm tinh anh này, cái nhóm họ nghĩ là họ giàu có và họ không cần nhiều người để làm việc nữa. Tại vì bây giờ các nhà máy, người điện tử có thể làm được xe hơi hay là máy bay hoặc là những đồ dùng, ngay cả thực phẩm, người máy cũng làm được hết rồi. Những cái kỹ thuật mới là không cần dùng tới người, mà chỉ cần những cái người điều khiển máy móc từ bên trong thôi. Bên kia, ngoài kia là người máy có thể làm được hết. Vì vậy mà thế giới chỉ cần 500 triệu người thôi, chứ không cần đông lắm để xài hết tài nguyên thế giới rồi gây lộn xộn. Vì vậy mà họ ghi một cái bia đá như vậy đó. Đó là một cái sự thật mà chúng ta biết. Họ ghi sẵn để đó, để rồi khi nào họ muốn giảm bớt dân số thế giới bằng cách phá thai, tuyên truyền những cái tư tưởng đồng tính liên ái, rồi nam ở với nam, nữ ở với nữ, giống như thành Sodoma vậy, để rồi không có sinh con thôi. Rồi nếu mà có sinh con ra thì phá thai, mỗi gia đình một đứa con, thì dĩ nhiên là dân số sẽ tự động giảm xuống. Rồi đồ ăn đầy hóa chất để giữ được lâu, thì những chất gọi là bảo quản thì họ cho cái số lượng nhiều hơn, thì mình ăn mình bị ung thư, mình sẽ chết sớm. Rồi những đồ ăn vô sinh, những cái trái cây vô sinh, hạt giống đồ ăn thực phẩm vô sinh, thì đời thứ nhất mình chưa thấy gì, qua đời thứ hai, thứ ba là bắt đầu con người cũng bị vô sinh luôn. Họ thí nghiệm trên loài chuột thì biết rõ cái điều đó là cũng bị vô sinh luôn, nó không có sinh con nữa. Đó là những cái mà chúng ta đang thấy bây giờ. Rồi cái mà chúng ta đang bị là vũ khí sinh học, vũ khí vi trùng. Và những cái loại vũ khí sinh học này chúng ta thấy nó đã phát triển từ lâu rồi. Nhưng mà trong từ năm 2000 tới bây giờ chúng ta thấy như là những cái dịch Ebola này ở dưới Phi Châu, rồi những cái cúm heo, cúm gà, rồi bây giờ là COVID-19 chẳng hạn. Tất cả đều là ở trong những cái phòng thí nghiệm họ làm ra hết á. Không có cái gì mà tự nhiên đâu. Chúa tạo ra nó có một cái trật tự của nó. Nhưng mà con người tìm đủ cách để sử dụng theo cái kế hoạch xấu của con người. Và họ tung ra như vậy để cho chúng ta thấy chỉ cần COVID-19 thôi là tất cả đều phải đứng yên trong vòng mấy tháng rồi. Đứng yên, nhà thờ đóng cửa, trường học đóng cửa, một số công ăn việc làm bị đóng cửa. Nhưng mà nếu nó lây lan á, trong tương lai một cái kinh nghiệm hơn, thì họ chế tạo một loại virus mới hơn nữa. Và nó lây lan đến độ giống như Ebola, ai đụng vào lại chết hết. Nguyên cái làng như Phi Châu lúc đó phải tự tiêu diệt luôn, cô lập và họ chết hết, cho nên phải đốt luôn làng luôn. Vì không có thể nào mà các bác sĩ y tá gì đụng gì tới mà giúp gì được hết. Mà cứ như vậy mà họ rải đi khắp thế giới thì tự động là tiêu diệt rồi. Chưa kể sau những cái nạn này mà họ không bán hạt giống nữa, thì dĩ nhiên là cả thế giới bị đói. Mà đói rồi thì sâu xé nhau để tìm thực phẩm. Rồi chiến tranh họ có thể gây ra bằng những vũ khí, để rồi cuối cùng là chết hàng loạt. Đó là những cái sự dữ mà chúng ta thấy, để họ giảm dân số toàn cầu theo ý của họ. Và tại sao họ ác như vậy? Họ rất là giàu. Họ nắm 85 tiền bạc của toàn cầu rồi. Tại sao họ ác như vậy? Vấn đề được đặt ra là bởi vì Lucifer điều khiển sau lưng họ. Và Lucifer thì
từ cái thời này qua thời kia, lúc nào cái nhóm này chết rồi, cái nhóm kia vẫn tiếp tục, đó là cái chương trình của họ. Vì vậy mà chúng ta đọc trong sách Khải Huyền, chúng ta thấy chương 12 đó, có cuộc chiến ở trên trời, rồi chiến dưới đất này. Ma quỷ nó thù ghét con người, cho nên nó hướng dẫn nhân loại đi theo cái kế hoạch của nó. Nó sử dụng những con người, vì Lucifer đâu có tay có chân, nhưng mà nó dùng những người cộng tác với nó thì nó mới làm được. Còn nếu mà tác động những cái tư tưởng mà người ta không làm á, thì không có làm gì được hết. Làm sao chúng ta biết là có Lucifer điều khiển bên trong những cái hội kín này? Chúng ta biết là Clotilde Bergson là một cô gái người Ý. Cô ta rất là giỏi, thông thạo, sống thứ tiếng của châu Âu. Và cha cô ta là một hội viên của hội Tam Điểm. Khi mà cha cô ta làm việc cho hội Tam Điểm thì thường vắng nhà lắm. Đến độ bà vợ chịu không nổi, phải ly dị, rồi đi lấy chồng khác. Và tuổi thơ cô ta không có cha, có mẹ ở chung, mà cổ phải ở với bà. Và cổ quyết tâm đi vào hội Tam Điểm để xem cái cấp cao nhất của Tam Điểm là ai và họ làm cái gì. Mà cha cô ta mê hội Tam Điểm đến độ mà khi đưa ra vấn đề ly dị, ông ta sẵn sàng ly dị, không có kể gì tới cái hạnh phúc gia đình hết. Và cô ta là nạn nhân, cho nên cô ta quyết tâm phải đi vào hội Tam Điểm. Và nhân một cơ hội là cha cô ta thua tiền bạc 60.000 bảng Ý cái thời đó đó, năm 1870 đó. Những hội viên khác nói sẽ giúp cha cô ta và cho cô gái vào để làm hội viên. Mà thường là họ hội viên là đa số là người nam chứ ít có người nữ lắm. Nhưng mà cô ta sẽ được vào để làm người tình của Lucifer. Và khi vào đây thì cô ta đã qua rất là nhiều cái thử thách. Chứ không phải là một ngày một bữa đâu. Qua nhiều thử thách. Ở trong đó có những cái thử thách và cam kết với Satan viết bằng máu là tôi từ bỏ Thiên Chúa Ba Ngôi, từ bỏ thập giá và giáo hội Công giáo Roma, từ bỏ việc tin vào Thiên Chúa mà chỉ tin vào Satan thôi, rồi tự nguyện tận hiến cho Satan cả thân xác cả linh hồn của mình, cầu khẩn Satan giành độc quyền làm chủ đời của mình, làm chủ tất cả những suy nghĩ ý muốn của mình, rồi xin Satan ma quỷ đó nó thống trị ở trong con người của mình, rồi nhân danh Satan xin ngài tiêu diệt giáo hội Công giáo và tất cả mọi bí tích giáo hội Công giáo đang có. Họ có những cái lời thề như vậy đó. Họ phải thề 4 điều là tuân phục mọi mệnh lệnh của thủ lãnh, không có cần hỏi lý do. Rồi cũng thề không theo bất cứ một tôn giáo nào nữa, chỉ có theo mệnh lệnh của Satan, của ma quỷ thôi. Và thề không chịu khuất phục trước bất cứ ảnh hưởng nào mà trái nghịch với cái mục đích hội Tam Điểm. Rồi họ cũng tuyên thệ là nếu có lúc nào không trung thành với lời thề thì họ sẵn sàng chịu mọi hình thức tử hình. Tức là lúc đó thì họ phải tự đâm vào người để chết, là người khác sẽ bắn họ hay giết họ chết, phải chấp nhận sự tử hình. Đó là có những cái lời thề mà cái tổ chức của họ bắt cô ta phải quỳ xuống, ngửa cổ lên và trong cái tư thế sẵn sàng hiến dâng cái họng mình cho dao đâm nếu mà không có trung thành với ma quỷ. Và khi vào trong đó qua những cái thử thách, và cái thử thách cuối cùng của cô ta là đầu phục hoàn toàn Lucifer, thì phải chấp nhận có mười mấy ngày nằm trong cái hòm mà chỉ trong đó có một vài ổ bánh mì khô với nước thôi, để rồi nằm ở đó. Thì lúc đó là ông Tổng thống Garfield đó, chúng ta biết là Tổng thống Garfield của Mỹ đó, ứng cử Tổng thống năm 1880 và ông ta thắng. Thì cái thời kỳ trước khi làm Tổng thống đó, ông ta ở bên Pháp và đi với những cái hội viên của hội Tam Điểm để họp ở đó. Thì khi mà
cô ta vào ở đây thì ông tổng thống này lúc đó chưa làm tổng thống, ông là hội viên cấp cao nhất. Ông ta khuyên là thôi đừng có làm nữ thần tình ái gì của Lucifer hết, tại vì như vậy đó cô sẽ không qua được cái thử thách cuối cùng này, thì cô sẽ chết ở trong hồn đó đó. Nhưng mà cô ta quyết tâm phải lên cái cấp cao nhất để được sinh hoạt ở trong cái cấp cao nhất, vì họ chia làm 33 cấp và những cái cấp dưới chỉ nghe lệnh và thực hành thôi chứ không có được làm gì hết. Thì họ đã để cô ta vào cái cấp cao nhất và cuối cùng cô ta đã may mắn là qua được, không phải chết. Đó là một cái sự thật. Cô ta không có chết. Cô ta tên là Lostai Bergson. Và khi mà lên được cái cấp gọi là nàng tiên tình ái của gọi là Nim, là của Lucifer, thì cô ta được họp ở cấp cao nhất của hội viên tam điểm. Và khi vào đó cô ta mới biết là hầu hết những cái người mà ảnh hưởng chính trị ở trên toàn cầu đều có mặt ở đó để nhận lệnh ở cấp cao, rồi xuống về nước của họ, họ phải làm cái gì là Lucifer chỉ đạo từng bước một để nắm được tiền bạc của thế giới, rồi nắm được tất cả các cái tổ chức của thế giới này rồi hoạt động. Thì ở trong cái bàn thờ của họ đó thì có một con bằng cẩm thạch, mà con quái vật 7 đầu 10 sừng đó, y như trong sách Khải Huyền chương 12 đó, có mô tả. Rồi trên đó, chung quanh ngai của con quái vật này có 18 cái bàn có đặt sọ người trên, rồi 32 ghế phủ nhung tím kê chung quanh dành cho những thủ lãnh của thế giới ngồi đó trong cuộc họp này. Các thành viên phải mặc đồ đen, từ cà vạt, y phục, giày dớ đều màu đen hết. Thủ lãnh Garfield ra cầu khẩn với Satan, mà cái cách họ cầu khẩn đó, xin tận hiến hồn xác của mình, tất cả mọi cái của mình cho Satan, cho ma quỷ, và xin mời ngài ngự đến để hướng dẫn cuộc họp của họ. Cũng giống như trước khi chúng ta họp hay là chúng ta làm gì đó, chúng ta cầu nguyện xin Chúa Thần đến hướng dẫn mình, xin chúc tụng Chúa, xin cảm ơn Chúa. Thì ở đây họ cũng cầu nguyện hết tâm hồn đó, để họ hỏi cái gì thì con quái quật đó nó trả lời bằng tiếng người. Cũng có lúc nó hiện ra bằng hình ảnh một con người rất là đẹp trai, mặc đồ đứng bên cạnh cô Bergson này. Đó là một cái điều mà cô ta kể lại, và cô ta diễn tả là nó hứa cái gì nó làm đúng cái đó. Đến độ mà có lúc cô ta cảm thấy là cô ta yêu thật sự ma quỷ này, Lucifer này. Bởi vì trên trần gian này không người đàn ông nào mà hứa chắc chắn là làm hết mọi sự. Thì nó muốn cái gì á, nói là thằng Lucifer này nó làm hết, nó thỏa mãn hết. Chỉ có điều là nó chỉ là người tình trên vấn đề lý tưởng thôi, chứ không phải là về xác thể. Chúng ta sẽ nói về vấn đề xác thể là cô ta cũng đã từng đi ăn nằm với Tổng thống Garfield trước khi lên làm Tổng thống, thì ông này cũng ăn ngủ với cái cô Bergson này. Lúc đó cô 17 tuổi mà vào hội viên này rất là xinh đẹp và đi ăn nằm với người này. Đối với Lucifer không có nghĩa lý gì hết, không có quan trọng. Nhưng mà chúng ta sẽ nói phần đó sau. Người ta lấy cái lý do đó để mà ám sát Tổng thống Garfield. Đó là cái chuyện chúng ta sẽ nói sau. Thì ở đây là có lúc nó sử dụng mình Thánh Chúa. Chúng ta nhiều người Công giáo ngày nay không tin Chúa Giê-xu hiện diện trong bí tích thánh thể, nhưng ma quỷ nó tin, và những hội viên này nó tin. Nó đi lấy những cái bánh thánh của nhà thờ Công giáo, rồi nó chà đạp, nó sỉ nhục Chúa Giê-xu thánh thể để nó cầu khẩn Lucifer lên. Thì cái cách này là mau nhất để Lucifer lên, sỉ nhục Chúa Giê-xu thánh thể. Vì vậy mà khi chúng ta chầu Chúa Giê-xu thánh thể đó, là chúng ta đã đền những cái tội xúc phạm đến Chúa Giê-xu thánh thể, vì yêu mình, yêu nhân loại mà ngài chấp nhận ở trong một tấm bánh như vậy, và để cho nó sỉ nhục, để cho những cái kẻ thù của Chúa Kitô nó sỉ nhục như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy những cái lễ đen của những người thờ Satan đó, ví dụ như Oklahoma cách đây 2 năm chẳng hạn, thì nó
tuyên bố làm cái lễ đen đó, có minh thánh đàng hoàng, sau đó là phải kiện ra tòa để đòi lại cái minh thánh đó. Nó lấy từ đâu không biết, nhưng mà nó có để nó làm lễ đen, để nó kêu cầu Lucifer lên, hoặc là cái nghi lễ của nó là đòi phải có sỉ nhục Chúa Giêsu Thánh Thể. Đó là những cái mà chúng ta biết ngày nay nó đang phổ biến ở trên thế giới này qua những cái lễ đen. Thì trong tổ chức của họ có những người được cấy vào làm linh mục của giáo hội Công giáo và làm lễ đen này, tức là người của hội viên của họ được cấy vào để làm linh mục, cũng truyền phép có bánh thánh cho họ. Đó là một cái Naziti mà họ đã cấy vào ở trong giáo hội. Và khi ông tổng thống Gefil lên á, thì ông ta năm 1880 tổng thống Gefil lên, thì ông ta về Mỹ để làm tổng thống. Thì ở bên châu Âu đó, nhất là những thủ tướng của Đức thời đó, rồi những cái nhóm Pháp ở đó, họ không muốn cái ông này quay trở lại để điều khiển họ. Họ muốn loại trừ ông tổng thống Gefil này, thì họ mới tố cáo với Lucifer là ông tổng thống Gefil dám coi thường Lucifer mà đi ăn nằm với cô dâu danh dự của Lucifer, là cái cô Bethson này. Vì vậy mà Lucifer chấp nhận. Đối với Lucifer không thành vấn đề, nhưng mà Lucifer chấp nhận để cho họ ám sát Gefil. Thì tổng thống Gefil bị bắn năm 1881, nhưng mà bắn bị thương không có chết. Sau đó là ông ta được lành và về ăn tiệc mừng đã được khỏe lại. Thì nó bỏ thuốc độc cyanide, cái loại thuốc mà để xi mạ vàng bạc đó, vào trong thực phẩm của ông. Và ông đã chết vì thuốc độc. Ngày nay khi người ta khám phá ra trong cái xương của ông có nhiều cái chất độc cyanide, chết vì cái thuốc độc này. Còn cái cô Bethson này đó bị đày đọa bán sang ở bên Strasbourg miền nam của nước Pháp á, rồi ở đó bị làm đĩ điếm, bị hành hạ ở đó và có thai, sinh ra đứa con và đứa con nó chết. Và cô ta quyết tâm phải trốn đi, tại vì bắt đầu là cô không còn cái quyền ở trong hội cấp cao của Tam Điểm nữa, mà cô ta bị loại ra ngoài rồi. Bây giờ cô ta phải chuẩn bị đồ đạc mọi thứ âm thầm để cải trang rồi trốn đi. Và cuối cùng là cô ta đã trốn được. Cô ta ra ngoài được, với bao nhiêu lần cải trang, bao nhiêu lần phải thoát, gọi là vê sầu thoát xác á. Cuối cùng là cô ta trốn được. Không có chỗ nào trốn được nữa, thì cô ta đã vào được trong một cái nhà dòng kín. Và sau khi được mẹ bề trên nhận vào, cô ta đã viết lại hồi ký họp cấp cao của hội Tam Điểm như thế nào, và những người họp như thế nào, làm cái gì. Thì cô ta đã viết lại. Sau khi viết lại thì bà bề trên không có cho xuất bản, tại vì đụng chạm quá nhiều người đang lãnh đạo thế giới thời đó. Cho nên mãi cho tới năm 1932 mới được cho phổ biến một ít người thôi, chứ không có nhiều người đâu, chỉ có một số người biết thôi. Và mãi tới năm 1987 mới được dịch ra tiếng Anh, mà được quay trong cái tờ đánh máy, quay Romeo thôi. Ở nhiều chỗ rất là mờ, đọc phải là cố gắng lắm mới đọc được, tại vì nó nhiều chữ nó bị mất, nó bị mờ. Đó là cái tổ chức bên trong của hội Tam Điểm mà ở cấp cao nhất họ làm. Thì trong đó là họ đã thề là tiêu diệt giáo hội Công giáo và vâng lời Lucifer. Thì kế hoạch của Lucifer là không có làm phá giáo hội được, nó cấy người để phá giáo hội từ bên trong. Nếu mà bắt đạo thì chỉ sinh ra người có đạo thôi, không có được gì hết. Và hạt giống người máu của thánh tự đạo thì là hạt giống sinh ra người có đạo thêm nữa thôi, chẳng có được gì hết. Vì vậy mà nó không có cho có thánh tự đạo theo kiểu của ngày xưa nữa, mà nó cung cấp tối đa cái văn hóa sự chết ngày nay, nó lũng đoạn từ bên ngoài, để cái văn hóa sự chết ngày hôm nay về tiền bạc, về danh vọng, về lạc thú, để mọi người hưởng thụ tối đa.
rồi từ cái văn hóa đó nó sẽ ảnh hưởng ngược lại vào trong giáo hội ngày nay, rồi nó cũng cấy một ít người vào trong hội thánh Công giáo nữa để làm linh mục, giám mục, cuối cùng là nó muốn nhắm tới cái ngôi giáo hoàng. Nhưng mà vào trong hội thánh á, cái khó nhất á, làm linh mục á, đối với họ không có lý tưởng tận hiến cho Chúa, yêu mến Chúa đó, mà bắt họ phải sống độc thân á, rất là khó. Cho nên họ cứ cổ võ là linh mục phải có vợ, giống như mục sư Tin Lành vậy, thì họ cấy người vô nó dễ lắm. Còn bây giờ mà mấy chục năm một đời sống linh mục thánh thiện, không có vợ, không có một cái lối ăn chơi hưởng thụ kiểu của trần gian, thì rất là khó cho những hội viên của nó. Và nếu mà cấy vào 5 năm, 10 năm thế nào cũng bị lòi ra thôi, và lên tới ngôi giáo hoàng khó quá, khó mà đạt được. Vì vậy mà nó cứ cổ võ là linh mục phải có vợ. Đó là cái cổ võ của hội Tam Điểm. Rồi nó cổ võ cả phụ nữ làm linh mục để tạo ra một sự rối loạn ở trong hội thánh của Chúa. Nó cứ đưa những cái lý do nhân bản, nhân quyền, rồi bình đẳng giữa nam với nữ. Chúng ta thấy là Chúa khôn ngoan như vậy, có ai đạo đức thánh thiện bằng Đức Mẹ đâu. Nhưng mà Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giê-xu thôi, chứ không phải là linh mục. Chúa không chọn Đức Mẹ làm linh mục, mà là mẹ của Chúa Giê-xu. Cũng như là cần có những người mẹ thánh thiện để giáo dục và nuôi dưỡng những người con linh mục thánh thiện. Cho nên người phụ nữ được cái ơn gọi là mẹ các linh mục, chứ không phải là làm linh mục vì Chúa đã có cái chương trình của Chúa rồi. Thì cái nỗ lực của ma quỷ là nó muốn phá vỡ ở trong cái tổ chức của hội thánh, mà nó làm từ bên ngoài vào. Thì bây giờ nó nắm tiền bạc của toàn cầu, nó nắm được chính trị của toàn cầu, nó nắm được cái văn hóa, giáo dục, trường học, sinh viên, tất cả những giáo sư này kia ở trên toàn thế giới, để nó giáo dục một cái nền văn hóa vô thần. Đó là một cái để chúng ta hiểu được cái tình trạng của thế giới ngày hôm nay. Rồi chúng ta sẽ nói tiếp cái bước kế tiếp là Chúa đang làm gì cho chúng ta trong cái tình trạng mà thế giới này người ta tấn công hội thánh từ bên ngoài, rồi họ tấn công giáo hội từ bên trong. Thì bây giờ tình trạng sắp tới, cái gì sắp xảy đến, thì chúng ta sẽ nói tiếp ở bài thứ ba. Chúa vẫn chờ đợi con, chờ con trở về với Chúa, chờ con sạch hết lỗi lầm, xin cho con một trái tim nồng ấm, đừng thờ ơ với mọi người xung quanh. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi con đó thắm như son, Chúa vẫn tha khi con từ hối. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa vui an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên truyền, tình thác nơi ngài hồn mãi bình yên. Lạy Chúa, Chúa vô bờ, sao con mãi hững hờ? Chúa vẫn đợi chờ con trở về với Chúa, chờ con sạch hết lỗi lầm, xin cho con lòng mến yêu cậy tin, để ngợi ca Chúa giàu lòng khoan dung. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để
được Chúa thứ tha lỗi lầm. Dù tôi con đo thăm như son, Chúa vẫn tha vì con từ hối. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa vui an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyên, tin thác nơi Ngài hồn mãi bình yên. Chúa vẫn đợi chờ con, chờ con trở về với Chúa, chờ con sạch hết lỗi lầm. Xin cho con một trái tim nồng ấm, đừng thờ ơ với mọi người xung quanh. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa thứ tha lỗi lầm. Tôi con đo thăm như son, Chúa vẫn tha khi con từ hối. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, để được Chúa vui an vô về. Dòng đời con bao nỗi chuyên chuyên, tình thác nơi Ngài hồn mãi bình yên.